Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả buổi học luyện đề thứ ba, buổi luyện đề ôn thi học kỳ 2 cho học sinh lớp 11 sinh năm 2003. Trước đây ta đã có hai đề rồi và đề số 3 này dự kiến là đề nó sẽ hơi hơi hay hơn một tí xíu, được không? Thì bây giờ thì tất cả các bạn hãy nhớ là câu nào mà biết làm ấy thì các em sẽ comment cùng thầy luôn nhá. Đương nhiên đề thì có những câu khó mà cũng có những câu dễ, nhưng thầy mong là cả lớp mình sẽ cùng nhau mà hòa hợp trong cái việc là học bài, được không ạ? Nào, thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nào. Sẵn sàng chưa? Được rồi nhá, bắt đầu nhá. Câu hỏi số 1 nào. Nào, câu hỏi số 1, đáp án một gì đây các bạn ơi? Một gì đây? Một gì đây? Một gì nào? Đấy. Thực ra thì cũng nói luôn với nhau rằng rồi là nếu mà cái này ấy, thì tốt nhất bấm máy tính trước rồi ta giải tự luận sau, đúng không? Lim ấy thì bấm máy tính trước và giải tự luận sau. Ví dụ ta cần tính lim của hàm số trên thì em sẽ ấn này x mũ 4 này. Tức là nó có thuộc về kỹ năng ấy các em ạ, nó thuộc về cái kỹ năng bố rồi. Tức là mình nên kiểm tra đáp án bằng máy trước, còn thích thì trình bày tự luận thôi, đúng không? Đấy. Xong rồi K này đúng không? Bạn lim ta ấn K này. Âm vô cùng nhập cái gì các bạn nhỉ? Thầy dạy các bạn mấy buổi rồi, âm vô cùng là nhập âm này đúng không? 9999999999. Đấy. Và các bạn thấy không? 10 mũ 10 thầy vẫn dạy các em là 10 mũ dương là vô cùng. Cái này là vô cùng này. Vô cùng nhân âm là âm vô cùng. Đó. Thì câu này là âm vô cùng. Thì nếu nếu mà làm trắc nghiệm các bạn nên làm như vậy, đúng không ạ? Nếu làm trắc nghiệm chúng ta nên làm như vậy. Đấy là người khôn ngoan nhất, đúng không? Tiếp theo câu hỏi số 2 nào. Thôi chúng ta cứ làm y như là bây giờ mình đang đi thi thật luôn nhá. Mình làm y như mình đi thi thật luôn. Hiểu vấn đề không? Vào phòng thi ta làm như nào thì bây giờ ta làm như vậy, được chưa? Câu hỏi số 2 nào. Trong các giới hạn sau thì giới hạn nào là vô cùng? Ok. Rồi. Trong giới hạn sau giới hạn nào là vô cùng? Thì bây giờ ấn thôi đúng không? Đấy, thằng thứ nhất này. Cứ ấn cho chắc em ạ. Câu nào ấn được thì nên ấn. Cái này mình phải nói thẳng với nhau, vào phòng thi quan trọng là điểm số chứ còn gì. Đây đáp án A này, can này, dương vô cùng là 9999 đúng không? Thì đáp án là âm vô cùng đúng không? Thằng này đáp án là âm vô cùng, thế thì sai rồi. Tại vì đáp án nó phải là dương vô cùng mà đúng không? Tiếp theo nào, cái câu B này. Câu B này. Hàm số các em là gì? 2x trừ 1 đúng không? Chia cho 4 trừ x. Bây giờ x thì đến 4 trừ, còn nhớ 4 trừ ta nhập nhau không? X thì đến 4 trừ này, nhập thì ấn can này, can. 4 trừ là 4 trừ đi 0,000001 đúng không ạ? 4 trừ là cứ trừ đi cái số rất là nhỏ này bằng 6969. Đấy, đây là con số dương rất là lớn, dương lớn kiểu 69 như này ấy, thì nó là vô cùng rồi đúng không? Dương vô cùng. Với đáp án là B luôn, 2B. Đó, úi trời ơi, 2D thì vỡ mồm rồi, đúng không? 2B nhá. Ok. Mình có phần tự luận mà các em ơi, mình có phần tự luận mà đây này, nên chút nữa câu nào làm tự luận thì thầy sẽ trình bày tự luận nhá. Các bạn đọc tự luận ngày hôm nay hay lắm, tự luận ngày hôm nay hay lắm đấy, thì câu nào làm tự luận thì sẽ làm tự luận nhá, còn câu nào làm trắc nghiệm thì ta làm trắc nghiệm nhá. Rồi câu hỏi số 3 nào, câu hỏi số 3 đi. Câu 3 cẩn thận không phải sai đấy nhá, các bạn chú ý này. Câu 3 cẩn thận không phải sai này. Câu 3 nếu mà các bạn muốn làm nào, thử máy tính trước nhá, thử máy tính trước này. Căn của 4n bình phương. Mấy câu này dù sao ta cũng phải biết cách làm tự luận đấy, không khéo lại sai, đúng không? Can nào, can, đấy. Không biết gì là dương vô cùng đúng không? Không biết gì ta nhập dương vô cùng đúng không? Đấy, không biết gì, không lim không có gì ta nhập dương vô cùng bằng này. Đấy, bằng âm 1/4 đúng không? Đấy, thế thôi. Rồi, thực ra thầy chỉ sợ các bạn nhập nó quá tay ấy. Ví dụ các bạn nhập quá tay một chút. Đấy, các bạn thấy không? Các em mà nhập quá tay một phát là ra số 0 luôn. Đây, ông nào bấm máy tính nhá, ông nhập nhiều số 0 quá ấy, à nhiều số 9 quá là ông ra số 0 luôn. Cực kỳ là nguy hiểm luôn. Đấy, cái câu 3 này. Sợ lắm. Thế cho nên là thầy yêu cầu các bạn là nếu có bấm nhá, nếu có bấm bấm vừa 9 thôi nhá, bấm vừa thôi, bấm vừa thôi. Đấy, bấm vừa thôi. Bấm quá nhiều ấy là vỡ vỡ mồm luôn, đúng không? Thế còn về phương pháp tự luận là ta nhân liên hợp thôi đúng không? Các bạn thích thì các bạn nhân liên hợp thôi. A bình trừ B bình, A bình trừ B bình thì còn đây đúng không? Đó. Thì nhìn thôi là biết là 1/4 bố nó rồi gì á, đúng không? Kéo n ra đây, 2 cộng 2 là 4 thì trừ 1/4 luôn. Thì đấy, những ai mà cao thủ thì biết rồi. Nhưng mà thầy đang dặn các bạn bấm máy tính là phải cẩn thận. Đấy, bấm cẩn thận không là vỡ mồm cô ba đúng không? Trần Thu Hà vỡ mồm rồi kìa. Đấy. Rồi, chào Hoàng Duy nhá. Nào, câu hỏi số 4 nào. À đây là chữ R nhá, in ra nó bị ấy đấy, in ra nó bị lỗi ấy. Lỗi phông.
Câu hỏi số 4 đố các bạn biết là đáp án gì? Đấy, câu hỏi số 4 đố các bạn biết là đáp án gì nào? Nào, câu 4. Bấm vừa vừa số 0 thôi, bấm khoảng tầm 8 9 số 0 thôi nhá. Bấm 8 9 số 0 thôi nhá. Nào các em ơi, câu hỏi số 4 nào. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau, đúng không? Chọn mệnh đề sai trên các mệnh đề sau. Đó. Mệnh đề sai và mệnh đề sai. Đúng chưa? 4 mệnh đề nào là sai? Người ta đang nói về tính liên tục, đúng không? Mình đang nói về tính liên tục. Đó. Mà trong buổi 1 ấy, các bạn xem đề 1 chưa? Đề 1 thầy có dạy các bạn về các cái cấp độ, đúng không? Đầu tiên hàm số là phải xác định đã. Đấy. Có xác định thì mới có liên tục, đúng không? Có xác định thì mới có liên tục. Và sau đó thì mới đến đạo hàm, đúng chưa? Đấy, cho nên là bây giờ muốn liên tục ấy, muốn liên tục thì đầu tiên phải đảm bảo là nó xác định trên R đã, đúng không? Đảm bảo là tập sệnh là R đã, đúng chưa? Thì trong bốn đáp án này, thằng nào bị sai thì đáp án là C, chắc chắn là C rồi. Thằng này tập sệnh không thể là R được, đúng không? Tại vì cô tang thì là cốt trên sin mà. Cô tang thì là cốt trên sin, đúng chưa? Khi mà cô tang là cốt trên sin ấy thì sin x sin phải khác không? Sin phải khác không thì không thể nào là R được, đúng không? Không thể là R được, x nó phải khác cái gì? X phải khác kpi, đúng không? Đấy, cho nên là đáp án sai. Còn cái đáp án B này thực ra ấy là thằng này nó luôn dương này. Tại vì cốt thì chỉ dao động từ -1 đến 1 thôi, cho nên cộng với 3 thì luôn dương, thì yên tâm là thằng này không bao giờ bằng 0 được. Thế cho nên chỉ có thằng C sai thôi. Các bạn hiểu không ạ? Đấy. Đấy, thằng này thì luôn dương rồi, mẫu này luôn dương, luôn khác không rồi, tức là xác định trên R rồi, ok luôn, chỉ có thằng này là không xác định này. Đấy. Còn thằng này thì người ta nói rất rõ về khoảng xác định rồi, đây là khoảng xác định người ta nói rất rõ rồi, đúng chưa? Đấy, thì câu đáp án sai là đáp án C, đúng không? 4C. Ok. Rồi. Được chưa? Hiểu vấn đề chứ, đúng không? Hiểu vấn đề chứ? Ok nhá. Tiếp tục nào. Câu hỏi số mấy đây? Câu hỏi số 5. Úi chà, câu 5 này. Uốn lưỡi 7 lần trước khi comment nhá. Uốn lưỡi 7 lần trước khi comment nhá. Bạn nào dùng lưỡi comment thì các bạn uốn nhá. Nào, câu hỏi số 5. Vẫn chọn mệnh đề sai nhá. Ngày hôm nay thầy kiểu thích chơi mệnh đề sai cơ. Khi mà hỏi mệnh đề sai ấy thì thứ nhất là chỉ ông nào chắc kiến thức thì ông mới làm được. Đấy. Thứ hai là các ông lại hay nhầm, tôi lại thích các ông kiểu các ông hay nhầm ấy. Các ông hay nhầm thì tôi lại có cớ để tôi ê các ông. Đấy. Hôm nọ tôi đã phải lạy các ông 300 lạy rồi. Ngày hôm nay tôi phải cố gắng ê các ông. Câu hỏi số 5 nào, đáp án gì đây? Câu hỏi số 5 đáp án gì ấy nhỉ? 5 gì? Tiền Ameda 5A. Úi giời, 5A để vỡ rồi. Câu 5. Đây là căn đúng không? Thì các bạn nhớ là cái đúng rồi. U căn U thì bằng U phẩy, đạo hàm là U phẩy trên 2 căn U. Đọc xuôi mồm thế là đúng rồi, đúng không? B này, 1 trên U đạo hàm là gì các em ơi? 1 trên U phải đạo hàm là -1 trên U bình nhân với U phẩy. Lý thuyết sách giáo khoa mà, đã thuộc công thức chưa? Thì các em thấy rằng, u trời ơi, thế thì thiếu mất dấu trừ đúng không? Sai bởi vì thiếu mất dấu trừ, đúng không? Vậy đáp án là B, được chưa? Thế còn cái U nhân V này mọi người quen đúng không? Quen quá rồi, nói chung đáp án sai là 5B. Ok, tốt nhá. Rồi, Đặng Huyền Trang tốt, Trần Thu Hương tốt nhá. Tốt, Ngô Thủy Tiên. Ok, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6 nào. Câu hỏi số 6 nào. Các bạn nhớ chia sẻ về đấy. Nhiều bạn trong ngày như chưa học đạo hàm ấy nhở. Sắp thi học kỳ đến nơi rồi mà vẫn chưa học đạo hàm đúng không? Sắp thi học kỳ đến nơi lại chưa học đạo hàm. Tiếp tục câu 6 này. Lại bắt đầu ê, ta lại có cơ tao ê một thằng rồi. Comment vào là để cả lớp ê nhá. Các bạn phải comment vào để cả lớp ê các bạn nhá. Câu hỏi số 6, chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. Nào, cố lên, chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. Ok. Đấy. Câu này nếu mà các bạn không biết làm ấy, thầy có thể dạy các bạn bấm máy tính cũng được nhá. Tốt hơn hết là nên biết làm, còn nếu không biết làm thì ta có thể bấm được máy tính, được không? Rồi. Nào, câu hỏi số 6 nào, đáp án gì? 6 gì sai nào? 6 gì sai? Úi dồi ôi, biết đến thầy mà lại điểm kiểm tra hình mà kém thì quá kém. Các em lên YouTube thầy học đi, đúng không? Nào, mệnh đề sai 6 gì? Úi dồi ôi, chưa học đạo hàm mà trời đất ơi, quỷ thần ơi, các ông đang là cái gì thế này? Rồi. 6C chính xác. Ok, 6C nhá. Lý do sai vì sao? Bởi vì cốt bình ấy nó thuộc U bình đúng không? U mũ 2 thì phẩy thì bằng 2U và nhân với U phẩy, đúng chưa? 2U nhân U phẩy. Rồi, thế mà cốt x phải là -sin. Vậy thì nó sẽ là -2 sin x cốt x.
mà trừ 2 sin x cos x thì nó phải là trừ sin 2x. Thì đáp án đấy, câu C sai, bởi vì là cos bình phải ra trừ sin 2x, sai nhá. Ôi ôi, trong này những bạn mà có nhiều bạn không học đạo hàm nhỉ. Thầy nói thật với các em ấy, nếu các em không học đạo hàm ấy thì thầy nói thật với các bạn luôn, đấy là các bạn đời các bạn bắt đầu đi xuống rồi. Khi mà thầy đã dạy các em đạo hàm ấy, thầy đã nói với các em rồi, tầm quan trọng của đạo hàm nó giống như là khi mà chúng ta học phép cộng, phép trừ, phép nhân ấy. Nếu em không biết phép cộng, phép trừ, phép nhân thì em không thể học tiếp môn toán được. Và nếu em không học đạo hàm ấy thì em cũng quên luôn lớp 12 đi và quên luôn đại học đi. Đại học và lớp 12 thì chỉ dùng đạo hàm thôi. Đấy thì các bạn phải chú ý nhá. Học đạo hàm đi, ai chưa học đạo hàm lên kênh YouTube của thầy học nhá. Đã biết kênh YouTube của thầy chưa? Kênh YouTube của thầy là Chí Quốc Nguyễn. À xin lỗi các bạn, Facebook của thầy mới là Chí Quốc Nguyễn nhá. Facebook cá nhân của thầy mới là Chí Quốc Nguyễn. Còn YouTube của thầy là thầy Nguyễn Quốc Chí. Đấy, ghi ở màn hình ấy, thầy Nguyễn Quốc Chí, lên đấy học đi nhá. Rồi. Đạo hàm mà không học thì các ông nghỉ đi. Câu hỏi số 7 đáp án gì đây? Câu hỏi số 7 nào. Bấm thử máy tính nữa nhá. Bấm máy tính nhá, bấm máy tính nhá. Nào. X cộng 1 trừ đi căn của x cộng 3 đúng không? Chia cho x bình trừ 1. Rồi. Đây hàm số cần tính lim này đúng không? Ấn can này, can này. X thì đến 1, x thì đến 1 này. 1 cộng 0,00001. Đấy. Ai học bấm máy tính với thầy thì các bạn đã biết hết cách bấm rồi đúng không? Úi dồi, số lẻ quá, số lẻ quá, số lẻ quá, số lẻ quá, số lẻ quá. Cho nên là chắc là bài này người ta muốn mình làm gì các bạn? Họ muốn mình làm tự luận rồi đúng không? Họ muốn mình làm tự luận rồi. Cho nên là chúng ta phải làm tự luận một cách ngoan ngoãn thôi, đúng không ạ? Úi dồi, thật là... Đấy. Nào bây giờ làm tự luận nhá, số lẻ quá, đúng không? Lim nào, x cộng 1 này trừ căn của x cộng 3 chia cho x bình trừ 1 nhá. Các bạn thích làm theo kiểu liên hợp luôn hay là các bạn thích làm theo kiểu thêm bớt nào? Thôi thầy như thầy sẽ liên hợp luôn nhá. Đây thầy coi là A nhá, đây thầy coi là B nhá. Thì bây giờ thầy sẽ lấy nhân cả tử cả mẫu này. Bây giờ nhân cả tử cả mẫu với A cộng B đúng không? Đây là A trừ B này, đúng nhá. Em nhân thêm với cả A cộng B nhá. Chả cần phải tách đâu, nhiều bạn là các bạn định tách ấy, cũng chả cần tách đâu. Tách làm gì cho mệt ra, đúng không? Đấy, nhân cả tử và mẫu với A cộng B. Tại vì thằng này chắc chắn dương, chắc chắn dương rồi, chắc chắn dương rồi. Thế nên được nhân này. X bình trừ 1 nhân với cả x cộng 1 nhân cộng với cả x cộng 3. Đấy. Đấy chưa? Sau đó thì nó sẽ bằng lim của A trừ B nhân A cộng B sẽ là A bình trừ B bình. A bình là x cộng 1 tất cả bình, trừ đi B bình thì mất căn, đúng không? Dưới mẫu thì nó là x trừ 1 nhân x cộng 1 nhân với cả x cộng 1 cộng căn của x cộng 3, đúng chưa? Đó. Sau đó thì bằng này, lim của chỗ này sẽ là x bình phương cộng 2x mà trừ đi x là cộng x, cộng với 1 mà trừ đi 3 là trừ 2, chia cho x trừ 1 nhân x cộng 1 nhân với cả cái cụm này là x cộng 1 cộng căn của x cộng 3, đúng không ạ? Chữ hơi xấu tí thông cảm nhá. Sẽ bằng lim. Nào chỗ này bấm máy tính tách nó ra này, đúng không? Chỗ này bấm máy tính tách nó ra này. Nó sẽ là x trừ 1 nhân với cả x cộng 2, đúng không? Bấm máy tính thôi mà. Các bạn bấm nghiệm này này. 1, 1 trừ 2 này, bấm cái nghiệm ở trên tử ấy. Có nghiệm là x bằng 1 đúng không? X bằng 1 là nhân tử x trừ 1 này. X bằng trừ 2 có nhân tử là x cộng 2 này. Đấy. Chia cho x trừ 1 nhân x cộng 1 nhân với cả căn của x cộng 1 cộng căn của x cộng 3. Ok. Thế mục tiêu ta làm như này để làm gì? Ta làm như này để làm gì? Đó là ta gạch cái này đi, gạch cái này đi. Đúng không? Vậy nó bằng lim của x cộng 2 chia cho x cộng 1 nhân với cái cụm này. Rồi, nhưng các bạn đừng quên là x tiến đến 1 nhá. Ở tất cả chỗ này các bạn phải tự ghi nhá, tự ghi nhá. Và khi mà em đã triệt tiêu được cái nhân tử gây ra dạng 0 trên 0 ấy, thì bây giờ em chỉ việc thay x bằng 1 vào đây, đúng không? Em thay x bằng 1 vào đây là em thành công. 1 thay vào đây nó sẽ là 3, đúng không? Chia cho 2 này, nhân với cả 1 thay vào đây là 2 cộng 2 này, đúng không? Và kết quả là 3/8. Đó. Thì nếu mà các em bấm ra lẻ quá thì các em thể dùng cách tự luận, được chưa? Đấy. Nhưng thực ra lúc nãy là do mình bấm ít số 0 thôi đúng không? Chứ còn người chuyên nghiệp người ta bấm nhiều số 0 thì nó lại thành ra này, giả vờ nghiệp dư tí nhá. Còn bây giờ chuyên nghiệp thật sự này, đây lúc này là lúc mà thầy chuyên nghiệp thật sự luôn đây này. Đấy, đây. Đôi khi mình phải ẩn mình các bạn ạ, cao thủ là phải ẩn mình. 1 này cộng 0,00000001. Đấy, thấy chưa? Cao thủ là phải ẩn mình, đúng không? 3/8. Đấy. Thôi gọi là dạy các bạn lại tự luận cho nó thích. Đấy.
Thế như vậy a bằng 3 và b bằng 8, thế thì 3 nhân 3 đúng không? A bằng 3 này trừ đi 8 thì kết quả bằng 1. Vậy đáp án là D đúng chưa? Rồi, thầy biết là bấm máy tính ra rồi nhưng mà thầy cứ thích thế để các bạn hiểu vấn đề đúng không? Rồi. Thầy biết mà, trời ơi. Nào, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 8 nào, câu hỏi số 8 nào. Rồi. Câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 nào, câu hỏi số 8 nào. Ai. Đấy các bạn thấy không? Lớp 11 của chúng mình nó phải như thế đúng không? Học hành nó vẫn sân tới. Đấy. Câu hỏi số 8, câu hỏi số 8 đáp án gì nào? 8 gì, 8 gì? Không không chơi bấm máy nhá. Bấm máy là bị đúp nhá. Không chơi bấm máy thử đáp án nhá. Bấm máy thử đáp án là bị đúp nhá. Lời nguyền đấy, lời nguyền đấy, lời nguyền luôn nhá. Đúp. Rồi. Nào câu hỏi số 8 này. Bây giờ thì ta làm thế nào? Nếu giả sử ta không thử đáp án thì ta làm thế nào? Thì ta phải làm tự luận thôi đúng không? Các em thấy rằng đây là dạng vô cùng trừ vô cùng, tại vì x là vô cùng mà. Vô cùng trừ vô cùng, vậy em biết ngay là em phải nhân liên hợp đúng không ạ? Chắc chắn câu này là phải nhân liên hợp rồi. Đấy. Thế thì bây giờ các em sẽ nhân cả tử và mẫu, cả tử và mẫu với căn của a cộng b, à nhân với a cộng b. Được chưa? Nhân tử với a cộng b và mẫu với a cộng b. Lim này thầy đã dạy các em nát vở rồi. Các em đã học lim của thầy trên YouTube chưa? Rồi. Thế sau đó nó sẽ bằng lim của nào a nhân b nhân a trừ b nhân a cộng b là a bình trừ b bình. A bình thì mất căn này, a bình mất căn mà trừ đi chỗ này là x bình, thì x bình với x bình này là hết nhá, các bạn tự nhẩm này, x bình với x bình là hết này. Vậy nó còn ax trừ 1 trên căn của x bình phương cộng ax trừ 1 cộng x. Rồi thế sau nó sẽ bằng lim của ax trừ 1 cứ giữ nguyên đi đúng không, chỗ này ta rút x ra ngoài. Rút x ra ngoài thì nhớ là do x tiến đến dương vô cùng, cho nên rút x ra ngoài thì ta không cần phải đổi gì cả. Bên trong còn 1 này, cộng a trên x trừ đi 1 trên x bình cộng x. Đấy. Thế rồi thì lúc này chia cả tử cả mẫu cho x nhá. Lúc này chia cả tử cả mẫu cho x, có mũ cao nhất là x mũ 1. Chia cả tử cả mẫu cho x thì em được a trừ đi 1 trên x. Chia này, chỗ này chia x thì mất này. Căn của 1 cộng a trên x trừ đi 1 trên x bình. X chia x thì được 1. Đấy, chia cả tử cả mẫu cho x mà, đúng không? Và cuối cùng 0 này, 0 này, 0 này, đúng không? Như vậy nó còn a. Ở dưới mẫu là 1, căn 1 là 1, 1 cộng 1 là 2. Đấy, thì kết quả cuối cùng là a trên 2, đúng không ạ? Kết quả cuối cùng là a trên 2. Thế a trên 2 lại còn bằng 5 cơ. A trên 2 lại còn bằng 5. Thế như vậy a bằng gì các bạn? A bằng 10. Đấy, mình là học sinh được lên lớp nên là mình không được thử đáp án bằng bấm máy tính đâu, đúng không nhá? 8A, ok, rất là tốt. Các bạn làm khá là nhanh đấy. Các bạn làm khá là nhanh đấy, đúng không? U cái thằng Huỳnh Quốc Huy này còn vào đây nó rủ mình đi ngủ mới chết chứ. Các bạn làm sao thấy những bạn tên Huy thì tránh ra nhá. Tránh ra nhá, toàn rủ đi ngủ thôi. Chết, chết toi. Tiếp tục nào, câu hỏi số 9 các em ơi. Câu hỏi số 9 nào. Học không học cứ rủ đi ngủ. Hỏng, 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 hỏng rồi. Nào câu 9 các em ơi, cho thầy xin đáp án câu 9 nào. Bạn nào làm được câu 9 nào. Bắt đầu đến câu này là những cái câu hỏi sẽ liên quan đến gì? Liên quan đến tính liên tục đúng không? Tính liên tục nó áp dụng trong việc chứng minh nghiệm của phương trình đúng không ạ? Đấy, câu hỏi số 9 nào, câu hỏi số 9 nào? Đáp án gì đây? 9 gì? 9 gì nào? 9 gì? Hồ Thiên Duy 9B. Úi giời ơi, đúp 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 đúp. Oanh DT 9. Ồ, oanh DT à? Thầy giới thiệu với các bạn, thầy cũng là 9DT nhá. Instagram thầy là 9DT nhá. Hãy chào hàng xóm nhá, 9DT264. Đấy. Đáp án gì? Đáp án gì? 9 gì? Nhanh à? Úi dồi ôi, lim thế này mà vẫn còn nhanh. Thôi rồi, 9 nhá. Câu hỏi số 9 đáp án là gì các bạn? Đáp án là C. Ok, câu 9 đáp án là C nhá. Câu 9 đáp án là C, thầy sẽ giải thích cho các bạn này. Khi các em quan sát câu hỏi về nội dung này, ta biết đây là nội dung về ứng dụng, à về việc sử dụng hàm liên tục đúng không? Hàm số liên tục. Thì ở trong cái phần hàm liên tục ấy, các em được học là phương trình bao giờ cũng phải có ít nhất, tức là cái nghiệm ấy phải có ít nhất một nghiệm nhá. Các bạn chú ý cái từ ít nhất này. Thế cho nên là đã là cái từ ít nhất ấy thì mà người ta nói đúng vậy này thì tỷ lệ rất cao ấy là sai nhá. Tỷ lệ cao là sai và ta có tạm thời ta bỏ thằng này đã, đúng không? Đấy. Là sai. Tại vì người ta chỉ tính ít nhất thôi chứ không thể đúng được, rất là khó để đúng được. Đấy. Tiếp theo này, ý B này,
phương trình không có nghiệm trong khoảng 1-2. Các bạn có nhớ làm như nào không nhỉ? Thế nào thì phương trình có nghiệm? Thì các bạn thấy rằng là nếu xét phương trình fx bằng 0, thầy viết lại lý thuyết này. Nếu phương trình fx bằng 0 liên tục, đúng không? Liên tục trên AB. Đó. Thì bây giờ nếu em lấy fa nhân với fb, tức là thay x bằng a vào đây, thay x bằng b ở đây mà ra số âm nhá, thì phương trình có ít nhất một nghiệm. Phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn AB, đúng không? Đó. Rồi. Thế lúc này thì ví dụ như cái câu này, mình xét từ 1 đến 2 này. Bây giờ các bạn thay vào đây, xét ý B nhá. Thay 1 vào đây, thay 1 vào xem ra bao nhiêu này. X mũ 5 này cộng 3x bình phương này trừ đi 14x này trừ 7. Nào, bây giờ ta thay x bằng 1 vào nhá. Thay ấn nút can đúng không? Can x bằng 1 vào. Đây. Như vậy F1 thì bằng âm 17. F1 thì bằng âm 17. Thầy vừa thay x bằng 1 vào fx này, đúng không? Tiếp theo thầy thay x bằng 2 vào fx. Thầy thay x bằng 2 can này, x bằng 2. Rồi, như vậy F2 thì bằng 9, đúng không? F2 bằng 9. Vậy dẫn đến là gì? Dẫn đến là F1 nhân với cả F2, F1 nhân F2 thì sẽ bằng âm 17 nhân 9. Âm 17 nhân 9 thì nó ra là âm 153, đúng không? Âm 153. Và nó là số âm này, đúng không ạ? F1 nhân F2 là số âm. Mà các bạn được học này, nếu hai thằng này nhân với nhau mà âm thì phương trình này có nghiệm, chắc chắn là có nghiệm. Thế mà nó bảo không có nghiệm thì nó sai rồi, đúng không? Câu này sai. Đấy. Nhớ lý thuyết chứ? Được chưa? Rồi và tiếp theo ý C. Rồi ý C. À ở đây này, kể cả ý D này cũng sai này, ý D này chắc chắn sai này, không thể khẳng định là có một nghiệm được, biết đâu có nhiều nghiệm thì sao, đúng không? Biết đâu lại có nhiều nghiệm thì sao? Chúng ta không thể khẳng định được. Câu này chắc chắn là sai này. Đấy, mà thực ra thằng này vô nghiệm đấy. F0 nhân F1 là dương đấy các bạn này, F0 này nhân F1 này. F0 không mà thay vào đây ấy, không ở đây, đây nó âm 7 này. F1 thì bằng âm 17 này. Thì chắc chắn là tích này dương, tích dương thì vô nghiệm, đúng không? Nói chung đáp án D là sai. Thì chỉ có đáp án C là đúng thôi. Vậy câu 9 đáp án là C nhá. Được chưa? Các bạn nhớ lại lý thuyết chưa? Các em có nhớ lý thuyết phần này không nhỉ? Các em có nhớ lý thuyết phần này không? Đó là tính chất của hàm liên tục. Đấy, ôn thi học kỳ thì các bạn phải nhớ như vậy. Tính chất của hàm liên tục. Đây, được chưa? Rồi. Ok nhá. Tiếp tục nào. Câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10. Rồi. Các bạn không hiểu câu 9 à? Thầy giảng câu 9 các bạn không hiểu à? Ok. Thôi cố gắng nhá, cố gắng nhá, cùng nhau cố gắng nhá. Câu hỏi số 10 nào. Cho hàm số y bằng x bình trừ 4x cộng 1 chia cho x cộng 1. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Tính x1 nhân x2. Đấy. Thì bây giờ ta phải tính y phẩy đã. Đầu tiên ta phải tính được y phẩy đã. Y ở đây thì là x bình trừ 4x cộng 1 chia cho x cộng 1. Và như vậy cái hàm số này nó ứng với cả công thức U trên gì các bạn? U trên V, đúng không? U trên V thì các em nhớ công thức đạo hàm. U trên V đạo hàm thì bằng U phẩy V trừ U V phẩy chia V bình. Thầy đã dạy đạo hàm các em nát vở rồi. Khi đó thì Y phẩy ở đây sẽ bằng U phẩy này, U phẩy nhân V này, đúng không ạ? Trừ đi U. U là cái tử đấy, các em cứ coi U là tử nhá. Nhân V là mẫu đạo hàm và chia cho mẫu bình, đúng chưa? Đó. Lúc này thì sẽ bằng cái này đạo hàm này, x bình đạo hàm là 2x. Này đạo hàm là trừ 4, thay đạo hàm hết rồi. Rồi, trừ đi x bình trừ 4x cộng 1. X đạo hàm là 1, cái này đạo hàm là 0 thì mất rồi đúng không? Chia cho mẫu bình. Rồi. Và như vậy thì nhân phá ra thì nhẩm luôn nhá, nhân phá này, 2x bình trừ đi x bình là còn x bình này. Trừ 4x cộng với 2x thì là trừ 2x. Trừ 2x rồi cộng với cả 4x thì là cộng 2x. Đó. Trừ 4 x 1 là trừ 4. Trừ 4 trừ 1 là trừ 5. Đúng chưa? Trừ 4 trừ 1 là trừ 5. Chia cho mẫu bình. Và như vậy là thầy vừa hoàn thành xong bước tính đạo hàm là bước tính y phẩy. Đúng không ạ? Thầy vừa hoàn thành xong đạo hàm. Rồi. Thế sau đó thầy cho đạo hàm bằng 0. Thầy cho đạo hàm bằng 0. Y phẩy bằng 0 này các em này. Ở một phân số bằng 0 thì tử số của nó bằng 0 thôi. X bình cộng 2x trừ 5 bằng 0. Đúng chưa? Khi đó thì em sẽ có được x1 nhân x2 là C trên A. C trên A trừ 5 VS, đúng không? Theo định lý VS. Tích hai nghiệm C trên A trừ 5. Như vậy câu 10 của thầy là đáp án B. Được chưa? Đấy thì muốn làm được câu này
Muốn làm được câu này thì các bạn nhớ công thức U trên V nhá. Các bạn nhớ công thức U trên V. Thế thôi. Đấy là câu hỏi số 10 đúng không? Chúng mình đã qua được 10 là được 2 điểm rồi. Ờ, lớp mình được 2 điểm rồi nhá. Cố lên nào. Điểm số 3 nào các em. Câu hỏi lên điểm số 3 nhá. Câu hỏi số 11. Lớp ơi, câu hỏi số 11 này. Ờ, nhiều bạn các bạn thích dùng công thức nhanh, nhưng mà có lẽ là công thức nhanh thì chúng ta chỉ nhớ những hàm tiêu biểu thôi. Hàm bậc 2 trên bậc nhất này là một cái hàm không tiêu biểu thì không cần phải công thức nhanh đâu. Hoàng Kim Huệ, mà em hết pin, thế thì em chia sẻ về đi nhá, không làm mất livestream đấy. Câu số 11 nào các em ơi. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật với AB bằng A và AD bằng A căn 3. SA vuông góc với đáy. Ok, mình sẽ vẽ nhanh nào. Cho hình chóp SABCD. Đây. Rồi. Có SA vuông góc với đáy đúng không? Đó, S A B C D có đáy là hình chữ nhật, đúng chưa? Đáy là hình chữ nhật. Rồi. Có AB bằng A nhỏ và AD bằng A căn 3. Cho SA vuông góc với đáy SA bằng A căn 5. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Ok, O là giao điểm của AC và BD. Đây, O đây. Gọi alpha là góc giữa SO và mặt phẳng đáy, tính là tan alpha. Ok, tan alpha. SO, các bạn nối SO cho thầy này. Có lẽ là những bạn mà đã học với thầy về hình không gian ấy, thì cái việc xác định góc giữa SO và mặt phẳng đáy nó là cái chuyện nó quá là dễ dàng đúng không? Góc giữa SO và mặt phẳng ABCD thì chúng ta chỉ mất 1 giây thôi. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy ấy, thì em chỉ việc lấy cái cạnh này này nối vào đúng không? Nối vào với chân đường cao là được. Ai cũng biết nó là góc SCO gì các bạn? SCOA. Nhẩm một phát là ra luôn. Đó là góc SOA đúng chưa? Thế bây giờ muốn tính một góc, thầy hỏi các em này, thầy đã dạy các em ở trong các cái bài học rồi, thầy hỏi lại các bạn một lần nữa để xem có đúng là học sinh của thầy không nhá. Muốn tính một góc, em phải biết mấy cạnh em ơi? Muốn tính một góc, em phải biết mấy cạnh? Đó. Muốn tính một góc ta phải biết gì? Hai cạnh. Ok. Thế bây giờ muốn tính góc trong tam giác SOA, em phải biết hai cạnh trong tam giác SOA, đúng không ạ? Thì cái tam giác SOA ấy, hiện tại em đang có một cạnh là cạnh SA rồi, đúng không? Em có một cạnh là cạnh SA rồi. Thì bây giờ em chỉ cần tính nốt cạnh OA nữa là xong nhá. Có SA bằng A căn 5 rồi, tính OA thôi. Thế mà OA thì tính như nào? OA thì bằng một nửa của AC, đúng không? OA thì bằng một nửa của AC. Trong khi đó AC có thể Pythagore này, AC có thể Pythagore được. AC bình phương thì bằng AB bình cộng BC bình. Đấy, AC bình thì bằng AB bình cộng BC bình. Vậy AC sẽ bằng căn của AB bình cộng BC bình. AB bình cộng BC bình. Được chưa? Đó chính là AC nhá. Và nó bằng căn của A bình cộng thằng này bình là 3 A bình trên 2. Ờ, cái này là 4 A bình, căn của 4 A bình là 2 A và 2 A, 2 A trên 2. Và như vậy bằng A. Đấy. Khi đó thì AO bằng A rồi, AO bằng A. Xong. Vậy bây giờ họ muốn tính tan alpha thì em nhìn trong tam giác vuông SOA, xét tam giác vuông SCOA. Ta có tan của cái góc O này này, tan alpha này. Tan thì bằng gì? Đối trên huyền. Đối là SA trên huyền là AO, đúng không? Đối SA trên huyền, xin các bạn, đối trên kề. Đối là SA trên kề là AO. Mà SA bằng A căn 5, AO thì bằng A, đúng không? Vậy nó bằng căn gì? Căn 5. Đáp án D nhá, đúng không? 11 đáp án D. Rồi. Rất tốt. Ủa các bạn làm nhanh ấy nhỉ? Khánh Linh bị mù hình à? Chết rồi. Thế thì phải lên YouTube các bạn học bài giảng của thầy thôi. Câu này là câu dễ, rất là dễ đấy. Câu này câu rất là dễ nhá. Thầy không hề giảng nhanh đâu các bạn ơi, tại vì nó dễ mà. Thầy không hề giảng nhanh đâu đấy. Được chưa? Ok. Tiếp tục nào, câu hỏi số 12 đúng không? Câu hỏi số 12. Ok. Ôi nhanh quá. Nhanh quá à? Chết rồi nhá, thì chậm lại nhá. Rồi xin lỗi các bạn nhá. Thì thầy sẽ làm chậm lại nhá. Thầy sẽ làm chậm lại nhá. Xin lỗi các bạn nhá. Thầy làm chậm lại nhá. Câu hỏi số 12 nào. Học tiếp tuyến chưa các em? Học tiếp tuyến chưa? Học tiếp tuyến chưa? Để thầy chữa câu tiếp tuyến đây. Câu 12 đáp án gì nào cả lớp mình? Câu 12 nhá. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 2. Tìm số tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với đường thẳng x cộng 9y cộng 2020 thì bằng 0. Nào. Nào bây giờ tiếp tuyến nào. Đấy, câu này tiếp tuyến nào. Đấy. Hãy nhớ này, để làm về tiếp tuyến vuông góc, để làm về tiếp tuyến vuông góc, các em cần đổi cái phương trình đường thẳng ấy, thầy vẫn khuyên các em phải đổi về đúng hệ số góc của nó đúng không? Tức là các bạn sẽ đổi nó là
9y thì bằng trừ x trừ 2020 đúng không ạ? Và như vậy em sẽ ra được là y sẽ bằng chia 9 xuống trừ 1 phần 9x trừ 2020 trên 9. Tức là các em nên đổi cái phương trình đường thẳng về thế này. Thì khi mà em đổi phương trình đường thẳng về thế này thì em sẽ thấy rằng là cái đường thẳng này này nó có hệ số góc, nó có hệ số góc bằng gì các bạn? Trừ 1 phần 9. Thì đấy là cái điều mà thầy đã cân nhắc, thầy đã dạy các em nhá. Thầy đã dạy các em ở trong các bài thầy tiếp tuyến rồi, ta nên đổi như vậy, đúng không ạ? Sau đó bắt đầu làm tiếp tuyến nào. Tiếp tuyến đúng không? Gọi phương trình tiếp tuyến. Gọi phương trình tiếp tuyến cần tìm này. Y bằng y phẩy tại x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Trả lời cho thầy biết nào. Khi nào thì hai đường thẳng vuông góc với nhau các em? Khi nào thì hai đường thẳng vuông góc với nhau? Được chưa? Hai đường thẳng sẽ vuông góc với nhau khi nào? Hai đường thẳng vuông góc với nhau. Hai đường thẳng vuông góc với nhau. Khi tích của hai hệ số góc đúng không? Khi hai hệ số góc nhân với nhau bằng âm 1. Đó. Khi tích của hai hệ số góc thì bằng trừ 1. Nhớ cho thầy nhá. Tích hai hệ số góc thì bằng trừ 1. Đấy. Cụ thể tức là em lấy hệ số góc của tiếp tuyến đúng không? Em nhân với cả hệ số góc của đường thẳng thì phải bằng âm 1. Đấy, các bạn chú ý này, ta lấy hệ số góc của tiếp tuyến, ta nhân với cả hệ số góc của đường thẳng thì nó sẽ bằng âm 1. Hệ số góc của tiếp tuyến là y phẩy tại x0 nhân với cả hệ số góc của đường thẳng ở đây là âm 1 phần 9. Đấy, hai hệ số góc nhân với nhau thì bằng trừ 1 theo đúng tính chất của hai đường thẳng vuông góc. Ok, rất tốt đấy, đúng là học sinh của thầy có khác. Vỗ tay. Và tương đương, nào nhân chéo lên này, trừ 9 nhân lên đây. Y phẩy tại x0 sẽ bằng trừ 9 nhân trừ 1 là dương 9. Rồi, như vậy y phẩy x0 là dương 9. Thế bây giờ thì y phẩy này, y phẩy thì nó chính là cái y phẩy ra thôi, đúng không? Y phẩy ra thôi. Y phẩy ra thì nó là bao nhiêu? Thằng này mà phẩy ra nó là 3x bình phương trừ đi 6x và thêm chữ 0 vào nhá. Đấy, thì bằng 9. Và phương trình của em là 3x0 bình trừ 6x0 trừ 9 bằng 0. Vậy em cho xem thầy có mấy nghiệm nào? Có mấy nghiệm nào? Mấy nghiệm đây? Ôi chết, hỏi có mấy nghiệm mà mình tay mình viết bố nó hai nghiệm rồi. 3 này, trừ 6 này, trừ 9 này. X bằng 3 và x bằng âm 1. X bằng 3 và x bằng âm 1. Đó. Như vậy các bạn ra hai nghiệm rồi đúng không? Các bạn ra hai nghiệm. Vậy ta biết ngay là người ta hỏi là có bao nhiêu tiếp tuyến nhá. Bao nhiêu cái câu này tức là có bao nhiêu tiếp tuyến. Thì các bạn ra hai nghiệm thì các em thể vô tư các em kết luận là có hai tiếp tuyến rồi, đúng không? Có hai tiếp tuyến. Đấy. Ok nhá. Rồi. Hai nghiệm mỗi nghiệm cho một tiếp tuyến, đúng không? Thì đáp án là A. À. Đấy. Rồi, ok. Đấy thì những bạn nào đã học tiếp tuyến với thầy thì các em luôn nhớ đúng không? Khi tiếp tuyến vuông góc tức là người ta muốn ám chỉ đến hệ số góc và khi đó em lấy hai hệ số góc nhân với nhau, em lấy hai hệ số góc nhân với nhau thì bằng âm 1, đó là tính chất của hai đường thẳng vuông góc, đúng không? Hai đường thẳng vuông góc tích hai hệ số góc bằng âm 1, đúng không ạ? Rồi, ok. Hiểu hiểu bài chưa? Thế đã đủ chậm chưa các em hay là phải chậm nữa? Thế đã đủ đủ chậm chưa hay là phải chậm nữa các em? Chậm nữa nhá. Hay là thế là đủ rồi, hay là đủ rồi. U chà ơi, sao lại có câu này thế này? Đề của trường này sao lại có câu này thế này? Các bạn ơi. Trường các em có thi vector không? Trường các em có thi vector không? Trường các em có thi vector không các em? Trường em thi vector không? Thôi thì trường nào thi vector thì thầy sẽ nói lại cho các bạn một chút về vector nhá. Nào câu 13, cùng làm câu 13 nào. Cho hình hộp ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Hãy nhớ là hình hộp là hình mà có các cái mặt ấy đều là các hình bình hành nha. Đấy, các bạn chú ý này, các mặt đều là hình bình hành nha. Rồi. Hình bình hành thì mình phải nhớ, tức là kinh nghiệm làm hình hộp là gì? Ở trên lớp thầy ấy hay là trong các nhóm học của thầy ấy thì thầy vẫn nói với các em là gì? Kinh nghiệm mà chúng ta làm hình hộp và hình lăng trụ ấy, đó là chúng ta phải di song song. Các bạn nhớ cho thầy hồi thầy dạy các em về vector nhá. Kinh nghiệm để làm hình vector trong hình hộp và lăng trụ, đó là chúng ta phải tìm những vector bằng nhau, chúng ta luôn phải ghi nhớ trong đầu này, tìm những vector bằng nhau đúng không? Tìm những vector bằng nhau. Đấy, mà bằng cách di song song ấy, di song song ta được những cái vector bằng nhau, các bạn phải chú ý cho thầy nhá. Đấy. Ok, nào. Cho vector BA đúng theo chiều BA bằng A này, BA tức là hướng lên này. Đây. Vector BA là bằng vector A. Ok. Cho vector BB phẩy, BB phẩy hướng lên này, BB phẩy là B này, đúng không?
cho vector BC bằng C. BC là hướng sang gì các em? Hướng sang phải, đúng không? BC là vector C. Ok. Gọi M là trung điểm của BD phẩy. BD phẩy à? Nối BD phẩy vào. BD phẩy. Đây, M đây. Ok. Rồi. Câu hỏi bây giờ là biểu diễn vector D phẩy M theo A, B và C. Ok. Biểu diễn vector này theo A, B, C. Cũng dễ thôi, vector D phẩy M là vector đây này, đúng không? Vector D phẩy M đây. Đó, được chưa? Nào, bắt đầu chúng ta làm nhá. Đầu tiên này, vector D phẩy M, các em nhìn thấy M là trung điểm này, em biết ngay này, D phẩy M thì sẽ bằng 1 phần 2 của gì? 1 phần 2 của D phẩy B, đúng không? Các bạn thấy là D phẩy M sẽ bằng 1 phần 2 của D phẩy B, đúng chưa? Theo cùng chiều xuống nhá. Sau đó các em bắt đầu tách vector, đúng không? Ta bắt đầu tách vector, đấy. Thì ở bài này ấy, thì các bạn chú ý giúp thầy ấy, là các bạn nên làm như sau này. Các bạn dí song song này. Các bạn dí song song này. Vector A này. Thằng này cũng là vector A luôn nhá. Nếu BA là vector A thì CD bên này cũng là vector A này. Đúng không? Nếu B'D' là vector B này thì thằng này cũng là vector B nhá. Thằng này cũng là vector B. Các bạn dí song song này. Dí song song sang đây. Đấy. Thì bây giờ bắt đầu chèn điểm này. Chèn điểm này. Bằng 1 phần 2 này. D phẩy B, các bạn chèn điểm D vào giữa, chèn điểm D vào giữa, đó là D phẩy D cộng với cả D gì các bạn? DB, đúng không? Đấy, D phẩy D cộng với DB sẽ bằng 1 phần 2. Đây, các bạn thấy không? D phẩy D, DD phẩy thì bằng B, như vậy D phẩy D thì bằng trừ B, đúng chưa? Còn vector DB thì sao? DB này, DB thì các em chèn điểm C vào, chèn điểm C vào là thành vector DC, chèn điểm C vào giữa cộng với vector CB, đúng không? Ừ. Và sẽ bằng 1 phần 2 này trừ B cộng DC thì là gì? CD thì là A, như vậy DC xuống đây thì là trừ A. Đó. Còn CB thì sao? BC thì là C thì CB là trừ C. Đấy. Như vậy toàn dấu trừ cả, đúng không? Vậy đáp án của bạn giống đáp án gì? Như vậy câu 13 này là đáp án B, đúng không? Đấy. Thì các bạn nhớ cái kinh nghiệm như vậy nhá. Nhớ kinh nghiệm như vậy. Tức là thầy luôn nói với các em một điều là nếu ta muốn phân tích vector trong hình hộp ấy, trong hình hộp thì ta luôn dí song song, đúng không? Thầy dạy các bạn luôn dí song song, tức là các vector sẽ bằng một vector khác ở một cái vị trí song song bằng nó. Đấy, được chưa? Ok, đáp án B nhá. Được chưa ạ? Các bạn có hiểu bài không? Các bạn có hiểu câu này không? Thầy giảng thầy đã đủ chậm chưa? Thầy giảng thầy đã đủ chậm chưa? Và đã đủ để các em hiểu được cái tư duy phân tích vector chưa? Vector trong hình chóp phân tích khác mà vector trong hình lăng trụ và hình hộp phải phân tích khác, được không? Nhớ nhá. Ok, đấy là câu hỏi số 13. Tiếp theo, câu hỏi số 14. Câu hỏi số 14 nào. Nhanh quá nhỉ? Rồi. Ok nhá. Tiếp tục câu hỏi số 14. Đây là câu hỏi về hàm liên tục, đúng không? Tìm A để hàm số liên tục trên R. Ok. Thì các bạn được học rồi. Liên tục khi mà lim thẳng ở bên trên bằng lim ở thẳng bên dưới, bằng luôn F2, đúng không? Đấy. Nào, đầu tiên này, ta xét nhá. Lim của Fx. Các em thấy dấu nhỏ hơn không? Dấu nhỏ hơn tức là 2 trừ, đúng không? Nhỏ hơn 2 tức là 2 trừ. Khi x thì đến 2 trừ, đúng chưa? Thì bằng, chỉ việc thay 2 vào đây thôi. 2 vào đây là 2 bình là 4. 4A bình. 4A bình. Đó. Tiếp theo, ta xử lý dấu bằng này. Dấu bằng thì người ta vẫn gọi là F tại 2, đúng không? F tại 2. Đó. F tại 2 bây giờ thay 2 vào đây. Thay 2 vào đây là 4A bình. Rồi. Tiếp theo em xử lý cho thầy 2 lớn hơn 2. Lớn hơn 2 thì vẫn gọi là 2 cộng, đúng không? Ví dụ lớn hơn 18 tuổi người ta gọi là 18 cộng. Đấy. Thì lớn hơn 2 là 2 cộng. Vậy lim của Fx khi x thì đến 2 cộng, đúng chưa? Thì bằng thay 2 vào đây, thay vào x đi nhá. 1 trừ A nhân 2. Thế bây giờ để hàm số liên tục, đúng không? Thì ba thằng này nó phải gì các bạn? Bằng nhau, đúng không? Bằng nhau. Thế như vậy là hai thằng này bằng nhau thôi. 4A bình thì bằng 2 nhân 1 trừ A. Thì 4A bình cộng với 2A trừ 2 thì bằng 0, đúng chưa? Và lúc ấy thì ta sẽ có đáp số nào? Đấy. 4 này, 2 này, trừ 2 này, 1 phần 2 và âm 1, đúng không? 1 phần 2 và âm 1. Đó. A 1 phần 2 và A bằng âm 1. Đúng chưa? Rồi, ok. Vậy đáp án là gì các em? À, chết rồi.
Rồi, đáp án là gì đây? B à? Đáp án là B à? Rồi. Câu này như đáp án là D. Đấy, câu này à. Sai ở đâu nhỉ? Sẽ đó, đúng không? Rồi. D à? Đáp án D nhỉ? Rồi ok. Ok nha. Tiếp tục nào, câu số 15 nào. Từ từ đã, câu 15 nào. Mười lăm đáp án gì các em ơi? Đáp án gì đây? Mười lăm nào, mười lăm nào, mười lăm nào, mười lăm nào, mười lăm nào. Mười lăm này bấm máy cũng được đúng không? Còn nếu không thì có thể dùng lượng giác, dùng lượng giác. Thôi câu này bấm máy cũng được nhá, các bạn thích thì các bạn bấm máy nhá, còn không dùng lượng giác thì nó là một thôi đúng không? Đây ví dụ các bạn bấm máy này, sin của x này trên cho x mũ 3 cộng 1 này, đấy k này 999 này, x số 9 thôi, xin lỗi, ấn x số 9 thôi nhá, mấy cái sin sin này ấn x số 9 thôi. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy là cái 10 mũ âm này là số 0 này các bạn này, 10 mũ âm thì là số 0 nhá, 10 mũ âm là 0. Đấy, như vậy có thể bằng 0 luôn. Thì nếu mà các bạn bấm máy cũng được, còn không thì các bạn chia cả tử cả mẫu cho n cũng được, chia cả tử cả mẫu cho n thì nó cũng ra không thôi đúng không? Đấy rồi, cái câu này ấy, rồi, tiếp tục nào. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 16 nào. Nào, câu hỏi số 16 các bạn ơi. Câu hỏi số 16 nào. Thôi thôi thôi, câu hỏi số 16 nào. Thôi 16, 16 nào. Được chưa? Mười sáu nào, từ từ nha, thầy đang có tin nhắn một chút. Nào. 16 gì đây? 16 gì đây? Từ từ đang có tin nhắn các bạn ạ. Nào câu 16 nhá. Đố các bạn biết là 16 gì nào? Nhiều 6 này cận dễ các bạn sai lắm, câu 16 này các bạn dễ sai lắm. 16 gì đây? 16 gì đây? Nhìn nhỉ. Rồi. 16 16. Mệnh đề nào rơi là sai đúng không? Mệnh đề nào rơi là sai đúng không? Rồi. Sai nhá các bạn ơi, sai nhá, sai nhá. Sai nhá. Này các ông làm dễ chết lắm, các ông làm cái này dễ toi lắm. Nào đáp án đúng nào, đáp án sai là gì, 16 gì đây? Nào bây giờ nghe nhá, bây giờ mình phải phân tích từng câu một đã. Thứ nhất, hàm số đã cho gián đoạn tại x bằng 0, câu hỏi đúng hay sai? Thì bây giờ các bạn chỉ việc thay vào thôi. Ví dụ các em thay 0 ở đây nhanh này. 0 ở đây các bạn thay 0 ở đây đúng không? Thì ra là âm 1 này đúng không? 0 ở đây thay ra 1 này và 0 ở đây thay ra 1 này. Vậy ba thằng này không bằng nhau, ba thằng này không bằng nhau cho nên là nó bị gián đoạn tại 0. Thì cái câu này người ta bảo ra lại không là đúng rồi, đúng không?
Tiếp theo này, ý B, hàm số liên tục trên nửa khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Từ 0 đến dương vô cùng tức là ông chỉ tính thằng ngày thôi. Đây, ông chỉ tính thằng ngày thôi. Đấy, lớn hơn 0 thôi mà, đúng không? Lớn hơn 0 thôi và bằng 0 thôi. Thì rõ ràng các bạn thấy là hai thằng này bằng nhau không? Đây, hai thằng này bằng nhau. Thế thì ông này liên tục là đúng rồi. Liên tục là đúng rồi. Đúng, đúng chưa? Rồi. Tiếp tục C nào. Câu C đáp án gì nhỉ? C đáp án gì đây? Liên tục tại x bằng 1. À đấy, thì câu này sai rồi còn. À từ từ đã. Đây là x bằng 1 nhá. Các bạn chú ý này. Hàm số liên tục tại x bằng 1 thì thực ra là đây này. Hàm số đã cho đã liên tục trên cái khoảng này rồi ấy, mà cái x bằng 1 nó nằm trong cái khoảng này. Vậy thằng này đúng này thì kéo tới thằng này là cũng gì các bạn? Cũng đúng nốt. Đó. Thế như vậy mệnh đề này cũng đúng. Thế chỉ có một cái mệnh đề sai thôi, đó là mệnh đề gì các bạn? Thằng này chắc chắn là sai rồi, đúng không? Có thể dễ nhìn thấy là hai ông này có bằng nhau quái đâu, đúng không? Hai thằng này, cái thằng nhỏ hơn không với thằng bằng không này có bằng nhau đâu. Đó. Thế cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là đáp án là D, đúng rồi. Thế thôi. Có gì đâu. Ô. Như vậy đáp án sai là D, đúng không ạ? Dễ đúng không? Câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi số 17. Thực ra bài ngày hôm nay toàn mệnh đề sai thôi, toàn mệnh đề sai thôi. Thực ra các bạn nhìn kỹ một tí là xong đó mà, đúng không ạ? Nào, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là gì đây? Câu 17 nào. Sai làm gì nữa. Câu 17 này thì hơi dài một chút này. Các bạn tự tính câu 17 nhé. Câu 17 các bạn tự tính như nào. Nó là câu đạo hàm thôi. Câu 17 thì nhường các bạn tự tính cái thầy tự khoanh nhá. Tại vì câu này nó thật với các em rằng là giải thích nó hơi mất thời gian. Đấy. Mệnh đề nào đúng nào? Như thầy thì thầy nhìn một phát là thầy đã ra đáp án rồi. Còn các ông thì các ông làm cho nhanh thôi. Mệnh đề nào xoay là đúng? 17 gì nào? Mười bảy gì ấy nhỉ? Mười bảy gì? Mười bảy D. Để tính nhanh thôi. Ví dụ đây là f phẩy x này. F phẩy x thì bằng bao nhiêu? Hai cộng hai này. Rồi cộng với cả ba trên gì các bạn? X bình. Ba trên x bình. Rồi f phẩy để trừ một. F phẩy để trừ một nó bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ một thì nó bằng trừ 2 cộng 2 là hết đúng không? Thì bằng 3, đúng rồi. Đấy thì đáp án đúng là D. Hết rồi. Bọn này như kiểu biết chưa đáp án nhỉ? Thấy comment câu nào cũng đúng vậy. Nào câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 18 nào. Nhanh lên, sắp thoát được điểm 4 rồi đây. Sắp thoát được điểm 4 rồi đấy. Câu hỏi số 18. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M11. Nào câu hỏi số 18 nào. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M11. Nào, đáp án gì đây? Câu hỏi nói thật với các bạn rằng là bấm máy một phát là xong luôn đấy. Thì các em có thể nhìn thấy rằng là khi mà các em viết tiếp tuyến ấy, ta cần 3 giá trị đúng không? Đó là y phẩy tại x0 này, đó là x0 và đó là y0. Trong khi đó thì bài này nó cho bố hai thằng rồi, cho x0 và y0 rồi, cho x0 và y0 rồi thì có mỗi cái thằng y phẩy này thôi. Mà cái thằng y phẩy tại x0 này nó thật với các bạn là bấm máy nó còn nhanh hơn, đúng không ạ? Thầy đã dạy các bạn rồi, cái phần tính đạo hàm ấy dùng d trên dx các em tính thì nó cũng nói chung là cũng nhanh. Đấy thì chỗ này là y phẩy tại 1. Đấy các bạn điểm đây nhá, cho nhanh nhá. Ở chỗ này thì ta có là đây nó thuộc cái kỹ năng làm bài đấy các bạn ạ. Nó thuộc cái kỹ năng làm bài đấy. Đấy. Can này, đang tính y phẩy nhá, tính y phẩy xin lỗi các bạn, d trên dx nhầm. Đấy. Tính y phẩy 2x cộng 1 chia cho 4 trừ x. Tại x bằng 1 đúng không? Đấy bằng 1 luôn. Thế như vậy là cái y phẩy này bằng 1 luôn. Ồ thế thì ta có bộ 3 cả 3 thằng này là 1 à? 1 1 1. Như vậy là phương trình tiếp tuyến là y bằng y phẩy này nhân x trừ x0 này cộng y0. Và khi đó các em ra được y sẽ bằng x. Y bằng x đúng không? 18 gì các bạn? 18A. Ok. Các bạn làm nhanh phết nhỉ? Rồi. Cái đấy nó thuộc kỹ năng làm bài đấy các bạn ạ. Nếu mà mình trình bày nó kiểu nó tự luận quá ấy, thì trong phòng thi sợ là thiếu thời gian. Nói chung ta quan sát thôi, ta quan sát xem là thiếu cái gì thì ta tìm cái đó. Tiếp theo nào, câu hỏi số 19. Câu này hứa với các bạn là nhiều bạn là có khi sai này,
Đấy. Câu hỏi số 19. Tính góc giữa hai đường thẳng. Tính góc giữa hai đường thẳng. Nào câu 19, comment đáp án nào. 19 đáp án gì đây? Nhanh lên để mình còn thoát. Thoát điểm mấy nhỉ? 20 câu nó là 4 điểm. Chúng ta có 5 điểm trắc nghiệm và 5 điểm tự luận nhá các bạn nhá. Chúng ta có 5 điểm trắc nghiệm và các bạn có 5 điểm tự luận. Đấy. Thì là tự luận ngày hôm nay nó mới hay, còn trắc nghiệm ngày hôm nay thì nó cũng hơi chán. Nào. Cho hình tứ diện ABCD này. Nhớ tứ diện nó là hình chóp nhá. A, B, C, D. Qua B bằng 2A. Có CD bằng 2A. Gọi MN là trung điểm của BC và AD. M là trung điểm của BC và N là trung điểm của AD. Rồi. Biết rằng MN bằng A căn 3. MN bằng A căn 3. Tính góc giữa AB và CD. Ok, tính góc giữa AB và CD. Nguyễn Linh, ôi sáng nay vừa thi câu này xong à. Đấy, thấy chưa, học hành chăm chỉ một tí là được. Nào, nhắc lại về phương pháp tính góc giữa hai đường thẳng nào các em. Để tính góc giữa hai đường thẳng các bạn cần làm như nào? Thầy vẫn dạy các bạn là để tính góc giữa hai đường thẳng chúng ta phải di gì các bạn? Di song song đúng không? Bây giờ muốn tính góc giữa đường thẳng A và đường thẳng B thì các em phải làm như nào? Tìm lấy một thằng song song với A, đúng không ạ? Tìm lấy một thằng song song với A là thằng A phẩy chẳng hạn. Sau tìm lấy một thằng song song với B là thằng B phẩy chẳng hạn. Thì cái thằng A và thằng B mà nó không trùng nhau ấy, à thằng này A và B nó không chạm nhau ấy thì hai thằng này sẽ chạm nhau hộ nó, đúng không? Vậy di song song thì góc trụm lại tại đây. Đấy, thế thôi. Thì về phương pháp là như vậy, đúng không? Thế bây giờ thì chúng ta phải tìm một cái đường này. Bây giờ người ta yêu cầu tính góc giữa AB và CD. Hãy tìm xem thằng nào song song với AB nào. Hãy tìm xem thằng nào song song với AB. Ở đây ta có một cái trung điểm sẵn này. Thì nếu bây giờ các em tìm thêm cái trung điểm của AC ấy, thì mới gọi là P nhá. Gọi P là trung điểm của AC. Thì rõ ràng là MP sẽ song song với AB. Đường trung bình mà, đúng không? Thế như vậy dí AB song song với MP này. May quá là P là trung điểm, N cũng là trung điểm thì nối tiếp vào này, nối tiếp vào này. Đây, nối tiếp vào. Thì các bạn thấy là NP cũng song song với gì các em? Cũng song song với CD. Đó. Thế khi đó thì các em dí thằng này song song với thằng này, dí thằng CD song song với thằng NP. Vậy là góc giữa AB và CD sẽ được đổi thành góc giữa MP và PN. Ok, góc giữa MP và PN, đúng không? Rất rất nhiều cách luôn. Đây, P này, M này, N đúng không? A căn 3 này, AA này. Bây giờ tam giác cân các bạn dựng một đường vuông góc xuống đây, đúng không ạ? Đây nó là A căn 3 trên 2, đúng chưa? Chia đôi ra. A căn 3 trên 2 thì các em dùng sin thì em sẽ tính được góc này góc 60 độ. Dùng sin góc 60 độ, 60 cộng 60 phải là 120 chứ đúng không? Sai đúng không? Đúng không? B đúng không? Xin lỗi các bạn. 60 độ nhỉ? 60 nhỉ? Đấy. Rồi. Rồi. Được chưa? B à? Xin lỗi nhá. Sao bọn này giỏi đấy nhở? Đúng không? Ây giời ơi. 60 à? Ây giời. Ây nói. Lại phải lạy à? Lại phải lạy các bạn à? Rồi ok nhá. Tiếp tục nào. B nhá. Rồi. Nhầm. 120 trừ đi nhỉ? 60 nhỉ? Ok, tiếp tục nào. Câu hỏi số 20. Thực ra câu 20 này ban đầu định bịa hai đáp án nhưng mà lười bịa quá thì đâm ra là ấy. Câu này lại dễ quá đúng không? Thôi câu 20 các bạn tự làm đi. Có gì đâu. Nào tiếp tục câu hỏi số 20 nào. Nào câu hỏi số 20. Câu này các bạn tự làm đấy nhá. Tìm các giá trị của M để tiếp tuyến tại A song song với cả đường thẳng D là Y bằng 6X cộng 2017. Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là gì nhỉ? Để hai tiếp tuyến này song song nhỉ thì hai hệ số góc bằng nhau thì cái này cũng đã nói rất là nhiều rồi.
Để hai tiếp tuyến song song thì hai hệ số góc nó sẽ phải bằng nhau. Thế bây giờ thì hệ số góc, lúc này thì hệ số góc của tiếp tuyến phải bằng với hệ số góc thằng này. Hệ số góc của đường thẳng này nó là 6 thì sẽ phải bằng với cả hệ số góc của thằng này, đúng chưa? Đó, thế thì bây giờ ta có này, hệ số góc tiếp tuyến nó là y phẩy này phải ra bao nhiêu? X mũ 3 này trừ đi 3m cộng 4x và cộng với cả chỗ này m phải là hết đúng không? Rồi. Tiếp theo đó là y phẩy tại x0, y phẩy tại x0 thì các em thấy là x0 thì bằng 1. 1 mà thay vào đây, 1 mà thay vào đây là bao nhiêu? 1 này trừ đi 3m trừ 4 này, đúng không? Nó bằng trừ 3m trừ gì các bạn? Trừ 3. Thì đây là cái hệ số góc của cái đường thẳng này. Sau đó thì nó sẽ bằng với cả bên này là bằng 6. Hai hệ số góc bằng nhau mà. Đây là hệ số góc của tiếp tuyến này bằng với hệ số góc đây, trừ 3m trừ 3 thì bằng 6. Và dẫn đến là m bằng bao nhiêu các bạn? Âm 3. 20a nhỉ. Phải để đổi các bạn ạ. Phải để bị đổi. Thực ra buổi sáng ấy, xin lỗi các bạn nhá, buổi sáng mà thầy áp cho các bạn nó bị đổi mất câu 20 nhá. Tại vì là ban đầu ấy thì cái câu 20 này này, các bạn nhìn lại câu 20 này nó bị trùng ý tưởng ấy. Câu 20 này ban sáng thì bảo nó bị trùng ý tưởng ấy. Cho nên là nó trùng với cái câu vuông góc lúc nãy ấy, cho nên là thầy thay nhá. Thầy thay thế bằng câu song song nhá. Các bạn xem trong file đề thì biết cái câu này buổi sáng là gì? Buổi sáng là thầy cho nó là câu tiếp tuyến vuông góc. Thế nhưng mà bây giờ thì thay đổi một chút cho nó vui. Đấy thì những bạn mà các bạn đã xem đề với đáp án buổi sáng rồi ấy. Đấy thì thầy sửa lại cho nó, tức là cho bài nó đủ kiến thức, hiểu vấn đề không? Chứ lại tiếp tuyến vuông góc nữa thì nó lại không hay, đúng không ạ? Nào, tiếp theo câu hỏi số 21. Đấy. Câu hỏi số 21 nào. Đáp án gì đây? 21 đáp án gì? Đã làm câu 21 chưa? Thay đổi một vài câu nhá, thay đổi một vài câu thì thấy là đổi cho nó phong phú thêm kiến thức thì thay đổi thôi, thay đổi hai câu thôi, thay đổi hai câu trắc nghiệm thôi, còn lại thì vẫn giữ đó. Nhưng mà ấy, các bạn xem phần tự luận chưa? Các bạn xem phần tự luận chưa? Phần tự luận ngày hôm nay có hai câu điểm 10 đấy nhá. Phần tự luận ngày hôm nay ấy có hai câu 0,5 điểm đấy, hai câu 0,5 điểm. Thằng nào mà làm được hai câu 0,5 điểm đó thì phải nói thật là đầu óc là cũng cũng căng đấy. 21 gì các bạn nhỉ? Hỏi chưa nhá. Cho lăng trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Đây, lăng trụ đứng này. Cách vẽ lăng trụ thì các em cứ vẽ đáy, xong rồi các em gióng thẳng những cái con cạnh bên song song vào bằng nhau thôi. Đây. A phẩy, B phẩy, C phẩy, ABC. Rồi, tiếp theo nào. Có đáy là tam giác vuông tại C. Ok, có đáy là tam giác vuông tại C. Rồi. Có AB bằng A nhỏ, có góc ACB bằng 30 độ, góc ABC bằng 30 độ. Rồi. Mặt phẳng C'AB tạo với đáy một góc 45 độ C'AB à? Đây, C'AB đây. Nào, bây giờ góc giữa hai mặt phẳng nào? Các bạn còn nhớ cái vũ điệu gọi là vũ điệu nhắm mắt không? Vũ điệu nhắm mắt không? C'AB và mặt đáy này nó gọi là góc giữa mặt bên và mặt đáy đúng không? Đây là góc giữa mặt bên này và mặt đáy này. Nhắm mắt thì ta làm như nào các bạn? Đây, góc giữa mặt bên mặt đáy, bước 1 giao tuyến này đúng không? Bước 2 từ đỉnh hạ vuông góc này, bước 3 hạ vuông góc xuống giao tuyến và bước 4 là kéo gì các bạn? Kéo lên. Đấy thì góc nó ở đó. Thế như vậy là góc giữa C'AB với cả ABC thì bước 1 giao tuyến này, giao tuyến là AB này. Bước 2 là từ đỉnh các em hạ một đường vuông góc xuống là CC phẩy này. Bước 3 là tiếp tục từ đây các em hạ một đường vuông góc xuống đây nữa. Đó, hạ vuông góc xuống đây và các em kéo lên đỉnh này, đúng chưa? Ta kéo lên đỉnh này thì góc nó nằm ở đây. Đấy nhá, các em nhớ cái quy trình về xác định góc gọi CH nhá. Giao tuyến này, xuống này, xuống này, lên này, đúng chưa? Góc đây. Góc này góc 45 độ. Rồi, góc 45 độ. Và câu hỏi bây giờ là tính A phẩy. Tính A phẩy. Tính A phẩy là tính cái này. Thực tế thì để tính được A phẩy để không phải vũ điệu tí hí, nó là vũ điệu nhắm mắt thật sự đấy các bạn ạ. À. Để tính được A phẩy thì các em quan sát là A phẩy sẽ bằng với gì các bạn? Sẽ bằng với CC phẩy. Đây, nó bằng đúng không? Ok. Rồi.
Nào, đổi sang bên này thì cái thằng CA này, tam giác này tam giác cân, CC phẩy A là tam giác vuông cân, thì các bạn thấy là hai cái này nó bằng nhau. Vậy thực ra để tính A phẩy thì các bạn sẽ tính CA thôi. Để tính CA thôi. Thế còn CA thì làm sao nhỉ? Bây giờ để tính CA thì các em dựa vào gì? Để tính CA thì các bạn thấy là CA nó là cái đường cao ở trong cái tam giác vuông, đường cao ở trong tam giác vuông ACB. Đấy. Thế thì ở đây các em có một cạnh là A rồi, các em có một góc 30 độ nữa đúng không? Các em có góc 30 độ nữa. Trong tam giác ABC này, trong tam giác ABC có cái đây là A này, có đây là 30 này. Các bạn tính ra BC giúp thầy, dùng hàm gì tính BC ấy nhỉ? Dùng hàm gì tính ra BC đây? Kề nhỉ? Kề với góc 30, cốt. Ta có cốt của góc 30 độ sẽ bằng kề là BC, kề trên huyền. Đấy. Và khi đó thì cốt 30 thì bằng căn 3 trên 2 thì bằng BC trên cho A nhỏ. Và như vậy các bạn ra được BC, BC thì bằng bao nhiêu đây? BC thì bằng A căn 3 trên 2. Đầu tiên là tính BC đã này. Sau khi có BC xong rồi thì các em cũng lại sử dụng góc 30, nhưng là ở trong cái tam giác CAB. Ở trong cái tam giác CAB ấy, thì do nó vuông ở H, CHB nó vuông ở H, cho nên cái cạnh BC lại đóng vai trò là cạnh huyền, đúng không? Lại đóng vai trò là cạnh huyền. Và bây giờ vẫn dùng góc 30 độ này, các em đập lên đây để các em tìm ra cái cạnh HC này. Đó. Thì cái cạnh HC nó bằng bao nhiêu? HC thì mình dùng sin nhỉ? Sin 30. Cũng trong cái tam giác HBC các bạn dùng sin 30 bằng đối trên huyền là bằng HC trên cho BC. Và khi đó thì các em sẽ ra được bao nhiêu nhỉ? Sin 30 là 1 phần 2 đúng không? 1 phần 2 à? Sẽ bằng HC. HC chia cho BC. Và lúc này các bạn ra được HC sẽ bằng 1 phần 2 BC. BC thì bằng đây rồi. Thế xuống đây thôi. A căn 3 trên 4. Ok. Đấy, thì như vậy là đập HC vào đây là A căn 3 trên 4 thôi. Và với góc 45 độ, tam giác C'CA là tam giác vuông cân. Vuông cân thì đập lên đây là A căn 3 trên 4. Ok. Đó, như vậy đáp án là D nhỉ? 21D đúng không? Rồi. Đấy, thì bây giờ là ta thoát điểm 4 rồi nhá. Cứ 0,2 điểm một câu, các bạn tính cứ 0,2 điểm một câu. Thì bây giờ xong 4 điểm rồi. Cố lên, còn 6 điểm nữa cơ. Ok. Tiếp tục nào, câu hỏi số 22. Câu hỏi số 22 nào. 22 đáp án gì nào? Ai làm rồi comment trước để tôi theo các ông nào. Cái câu vừa rồi, cái câu mà các ông ê tôi ấy. Xin lỗi. Đúng, cái tam giác đó, góc đó là góc 120. Nhưng mà xin lỗi các bạn, góc giữa hai đường thì các bạn đổi thành góc 60, bù với nó, được chưa? Rồi, khiếp quá. Nào, tiếp theo, câu hỏi số 22 nào. Tìm các giá trị của M để f x lớn hơn 0 với mọi x thuộc R nhá. Câu hỏi số 22 này. Đầu tiên là các em tính f phẩy đã. F x thì bằng chỗ này là bao nhiêu nhỉ? 3mx bình phương cộng với cả 2x cộng 1. Sau đó thì f x lớn hơn 0, bất phương trình f x lớn hơn 0 này, tức là 3mx bình cộng 2x cộng 1 lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Nào, thế câu này các bạn làm nhau đây. Nào, câu này các bạn làm nhau đây. Trước hết nhá, đây thì các bạn phải lưu ý là nhìn qua ấy thì nó là bất phương trình bậc 2. Nhìn qua qua ấy thì nó là một bất phương trình bậc 2, nhưng thực ra là chưa chắc đã là bậc 2 đúng không? Chưa chắc đây đã là bậc 2 đâu. Nếu hệ số A bằng 0 thì đây không còn là bậc 2 nữa. Mà tôi cũng đã nói rồi, trong những cái phần giải phương trình và bất phương trình về biện luận ấy, nếu hệ số A mà có tham số thì các em luôn phải chia gì các bạn nhỉ? Ta luôn phải chia gì đây? Hai trường hợp ra đúng không? Ở trường hợp thứ nhất, đó là hệ số A này bằng 0. Tại vì chưa chắc là bậc 2 mà. Ở trong trường hợp hệ số A bằng 0, M bằng 0 này, thì các em ra được là thay vào đây. Thì em ra được 2x cộng 1 lớn 0. 2x cộng 1 lớn 0 tức là nó chỉ đúng với x lớn hơn âm 1 phần 2 thôi. Chỉ đúng với x lớn hơn âm 1 phần 2 thôi thì không đạt yêu cầu. Không đạt yêu cầu bởi vì là người ta muốn đúng là với x thuộc R cơ. Cho nên là trường hợp này loại. Đấy, chú ý nha. Khi m bằng 0 thì x nó chỉ lớn hơn âm 1 phần 2 thôi. Mà người ta đang rất mong muốn là x thuộc R, cho nên trường hợp này loại rồi, đúng không?
Trường hợp thứ hai đó là m nó khác không. Ok, m khác không. Đó. M khác không. M khác không thì đây mới xứng đáng là bậc 2. Và để một cái bất phương trình bậc 2 đúng với mọi x thuộc R, đúng không? Để một bất phương trình bậc 2 đúng với mọi x thuộc R thì delta phải làm sao các bạn nhỉ? Delta phải luôn âm. Và hệ số A là phải cùng dấu với bất phương trình. Hệ số A là cùng dấu với bất phương trình. Tức là M nó cũng phải dương, đúng không? Hệ số A là cùng dấu bất phương trình. Thế thôi, và ta giải thôi. Delta là B bình phương trừ đi 4AC. B bình phương trừ đi 4AC. Đấy. Và quy sang các em được M lớn hơn 1/3. Thế nhá. Như vậy đáp án là gì các bạn? Đáp án D. Ok. Đáp án D nhá. Rồi. Úi trời ơi, có ông lại còn cô lập M. Ông này bị nhiễm lớp 12 rồi. Các em bị nhiễm lớp 12 rồi. Tiếp theo nào. Câu hỏi số 23. Nào, câu hỏi số 23 nào các em. 23. Rồi, hai bạn. Nào, tiếp theo. Tìm các giá trị của M để y phẩy bằng 0 có 3 nghiệm phân biệt. Thì việc đầu tiên là ta tính y phẩy đã, đúng không? Việc đầu tiên này, ta tính y phẩy đã. Ok. Y phẩy của các bạn sẽ bằng 4x mũ 3 trừ đi 2 lần M bình trừ 9x. Được chưa? Sau đó cho y phẩy bằng 0, cho y phẩy bằng 0. Và các em thu được là 4x mũ 3 trừ đi 2 lần M bình trừ 9x thì bằng 0. Rồi. 2 lần M bình trừ 9x thì bằng 0. Nào bây giờ biện luận nhá, để phương trình này có 3 nghiệm thì sao? Để phương trình này có 3 nghiệm thì sao? Hiện tại thì các em có thể nhìn thấy là phương trình này có nhân tử chung là 2x này, các em lôi ra đã. 2x bình phương trừ đi m bình phương cộng 9 thì bằng 0. Đấy. Và hai cái này nhân với nhau bằng 0 thì từng cái một bằng 0, từng cái một bằng 0, đó là x bằng 0. Và 2x bình phương trừ đi m bình cộng 9 thì bằng 0. Và khi đó các em thu được đó là x bình sẽ bằng m bình trừ 9 trên gì các bạn? Trên 2. Ok. Nào. Thế bây giờ để phương trình này có 3 nghiệm, để phương trình này có 3 nghiệm thì sao? Phương trình muốn có 3 nghiệm trong khi nó có sẵn một nghiệm rồi. Các em để ý thấy là phương trình hiện tại đang có sẵn một nghiệm là x bằng 0 rồi. Thì để có 3 nghiệm thì phương trình phải sinh thêm gì các bạn? Sinh thêm 2 nghiệm nữa, đúng không? Phương trình phải sinh thêm 2 nghiệm nữa. Và 2 nghiệm này thì cũng phải khác 0 nhá. Đấy thì các bạn lập luận này. Để phương trình y phẩy bằng 0 có 3 nghiệm thì cái phương trình ở phía dưới này nó phải sinh thêm 2 nghiệm nữa. Phải có được 2 nghiệm nữa. Và 2 nghiệm này còn phải khác 0 nhá, chứ không lại bị trùng nghiệm mất. Được chưa ạ? Thế bây giờ thì kem ấy thôi, m bình trừ 9 trên 2. Bây giờ để sinh được 2 nghiệm x, sinh được 2 nghiệm x thì bắt buộc thằng này phải dương, đúng không? Số dương thì sinh ra 2 số x thôi, lớn hơn 0. Hết rồi, vậy là m bình trừ 9 lớn 0. Và khi đó ta ra được m sẽ lớn hơn 3. Và m nhỏ hơn bao nhiêu? Âm 3. Được chưa? Đó. À đây là m ấy. Nhầm đấy, nhầm nhá. Xin lỗi các bạn nhá. Đây là chữ m. Chữ m. Quên. Đáp án C nhỉ? Rồi. C, ok. Tốt. Rồi nhá, đây là đáp án C. Câu này dễ đúng không? Được bao nhiêu điểm rồi? 4,6 rồi. Ok. Tiếp tục nào. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 24. Bắt đầu đến mấy câu khoai khoai này. Câu này khó không? Câu hỏi số 24 nào. Có ai làm được câu 24 này không? Nhanh để kết thúc phần trắc nghiệm đi nào. Chúng ta đang còn 2 câu trắc nghiệm mà thôi là chúng ta hết rồi, đúng không? Câu hỏi tiếp theo. Cho tứ diện đều ABCD cạnh A. Cho tứ diện đều ABCD cạnh A. Tứ diện đều là hình như nào các em? Tứ diện đều là hình chóp này. Cứ coi như nó hình chóp đã. Có tất cả cạnh bằng nhau hết, đúng không? A hết, A hết. Cạnh bên cũng bằng A mà cạnh đáy cũng bằng A. Rồi. Gọi alpha là góc giữa mặt phẳng ABC và mặt phẳng ACD. ABC và mặt phẳng ACD. Đó. Thế câu hỏi bây giờ là tính góc cốt alpha.
Bài này có khá là nhiều cách làm nhá. Rồi. Bài này có khá là nhiều cách làm đấy. Khá là nhiều cách làm. Các bạn có thể chọn hai phương án làm cũng được. Các bạn nhớ là thầy đã dạy các em hai trường hợp về góc. Đó là góc. Đây các bạn chú ý thầy viết lại phương pháp cho các em này. Các em chọn phương pháp nào cũng được nhá. Các bạn chọn phương pháp quái nào cũng được cả. Thì thầy đã dạy các bạn hai phương án về góc rồi. Đấy. Nói lại với các bạn về góc này. Để các em xác định tốt góc giữa hai mặt phẳng thì thầy đã dạy các em rồi. Chúng ta có thể chia nó thành hai nhóm. Đó là góc giữa mặt bên và mặt đáy. Bên và mặt đáy. Hoặc là giữa mặt bên và mặt bên. Đúng không? Bên và mặt bên. Đây. Thì ví dụ như ở câu này ấy, ở câu này thì các em có quyền. Các em có quyền là các em các bạn có quyền chọn bên và đáy. Thực ra cái góc ABC và ACD ấy, thì nếu mà nhìn theo hướng này ấy, nhìn theo hướng này thì ta có thể nhìn thấy ngay đó là góc giữa hai mặt gì các bạn. Mình sẽ chọn ngay góc giữa hai mặt bên. Đó. Đây là mặt bên ABC và mặt bên ACD đúng không? Trong khi đó thì đã dạy các bạn là gì? Trong trường hợp mà xác định góc giữa hai mặt bên này thì về mặt phương pháp là như nào? Xác định góc giữa mặt bên và mặt bên. Thì cách hay nhất đó là các em dựng một dựng hai đường vuông góc phải giao tuyến đúng không ạ? Đây là bên thứ nhất nhá. Đây là bên 1 này. Còn đây là bên thứ hai này. Thì trong trường hợp mà ta xác định góc giữa hai mặt bên thì tốt hơn hết là công tung hai cái đường vuông góc phải giao tuyến là được. Thế thôi. Khi ông tung hai đường vuông góc phải giao tuyến thì chúng nó chụm ở đây thì đó chính là góc. Chấm hết. Đấy. Đúng chưa? Rồi. Nhớ nhá, kinh nghiệm này, góc giữa hai mặt bên này các bạn cứ tỉa một đường vuông góc phải giao tuyến và đường kia tỉa một đường vuông góc phải giao tuyến nữa. Hai đường vuông góc phải giao tuyến thế là thành công. Được chưa? Nào ví dụ, đây các bạn này, góc giữa ABC và ACD có giao tuyến là gì các em? Giao tuyến là AC. Vậy bây giờ ta tỉa một đường BH vuông góc ở đây. Nhưng do cái tam giác ABC là tam giác đều, đúng không? Do tam giác ABC là tam giác đều, cho nên là cái H này là trung điểm của AC. Thế nhưng mà nếu H là trung điểm của AC thì dẫn tới là DH cũng là đường vuông luôn. DH cũng vuông luôn. Đó. Thì may quá là BH và DH cùng vuông với giao tuyến. Vậy góc của nó chính là góc BHD, đúng không? Đấy các bạn chú ý nha. Ta dựng BH vuông góc với AC thì H là trung điểm. H là trung điểm dẫn tới là CH cũng vuông góc với AC luôn. Do tam giác này cũng là tam giác đều. Vậy là các em đã có được cái góc cần tìm là góc B gì các bạn? BHD, đúng không? Ít nhất là ta xác định được cái góc là BHD như vậy. Được chưa? Thế sau đó thì trong cái tam giác BHD thì viết riêng rồi này. BHD này. BHD. Có cạnh này là A. Này, hỏi một chút nhá. Dân trắc nghiệm chuyên nghiệp này. Dân trắc nghiệm chuyên nghiệp. Trong tam giác đều ABC thì cái đường cao BH bằng bao nhiêu có biết không? Trong tam giác đều ABC thì cái đường cao nó là bằng bao nhiêu có biết không? Nó bằng A căn 3 trên 2 đúng không? Nó bằng A căn 3 trên 2. Bên này nó là A căn 3 trên 2. Đây là A căn 3 trên 2. Đây cũng là A căn 3 trên 2 đúng chưa? Còn đây thì là A. Đấy. Thì sau đó thì ta sẽ bắt đầu tính góc này thôi đúng không? Em sẽ tính góc này thôi. Xem góc này là bao nhiêu nào? Nào. Dựng một đường vuông góc vào đây này đúng không? Dựng vuông góc vào đây. Đây sẽ là A trên 2 này đúng chưa? Vì tam giác cân mà dựng vuông góc vào trung điểm. Bây giờ tính góc này nhá, dùng hàm gì? Góc này dùng hàm gì? Dùng hàm sin. Đấy, sin của góc H1 này. Sin của góc H1 sẽ bằng đối trên huyền. Đối này chia huyền. Đấy. Đúng nhỉ? À bài này yêu cầu tính cốt à? Bài yêu cầu tính cốt à? Thế thôi. Dùng định lý cosin luôn nhá, dùng định lý cosin luôn. Xin lỗi. Cứ tưởng tính góc, định lý cosin luôn. Trong tam giác BHD thì ta có là BD bình phương sẽ bằng BH bình phương cộng HD bình phương trừ đi 2 lần BH nhân HD và nhân với cả cốt góc xen giữa là cốt góc H, đúng không? Dùng định lý hàm số cốt luôn. Đấy. Thay số này. BD thì là A bình. 2 bình phương là bao nhiêu? 3 bình trên 4 cộng 3 bình trên 4, đúng không? Trừ đi 2 lần A căn 3 trên 2 nhân A căn 3 trên 2 nhân cốt góc H. Đấy. Và từ đây ta bắt đầu tính ra cốt góc H nhá. Cốt góc H bao nhiêu đây? Rồi. 1 này trừ 3 phần 4 này. Trừ 3 phần 4 này đúng không? Chia cho cả cụm này đi. Trừ 2 nhân căn 3 trên 2 nhân với cả căn 3 trên 2. Người ta hỏi cốt rồi mà đúng không? Rồi 1 phần gì các bạn? 1 phần 3 đúng không? Đấy thế thôi. Bài này dễ quá đúng không? Ta lấy cái này chia xuống nhá. Vậy cô lập đây. Em sẽ ra cốt góc H bằng 1 phần gì các bạn?
1/3. Ok. Đấy, các bạn làm cũng rất là khá đúng không? Rồi, 1/3 nhá. Đáp án A. Đấy. Ok. Rồi. Nào, câu hỏi cuối phần trắc nghiệm nào, câu hỏi cuối phần trắc nghiệm nào. Các bạn có hiểu câu này không? Các bạn có hiểu không? Các bạn hiểu không? Đấy. Được chưa? Tiếp nhá. Câu hỏi số 25 nào, câu hỏi số 25 nào. Cùng nhau làm thêm một câu khoảng cách nữa để ta kết thúc phần trắc nghiệm ở đây. Được chưa? Ta kết thúc phần trắc nghiệm ở đây. Câu hỏi số 25. Sắp vào 5 điểm ở đấy, sắp vào 5 điểm rồi nhá. Đâu nhỉ? Nào, sắp vào 5 điểm ở này. Đấy. Câu 25 đáp án gì đây? 25 đáp án gì nào? Xem bao nhiêu rồi. Cố lên nhá, câu hỏi 25 câu hỏi dễ thôi đúng không? Cố lên, cố lên. Hiểu xương xương à? Ồ, xương xương. Câu 25, cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng A nhỏ và các cạnh bên tạo với đáy một góc 45 độ. Tính khoảng cách từ A cho đến SCD. Ok, tính khoảng cách từ A đến SCD. Nào, bây giờ nhá. Tính hình chóp đều đã. Chóp đều là hình chóp. Đây, chóp tứ giác đều thì các em học rồi. Khi mình vẽ thì mình sẽ phải vẽ tâm đáy trước đúng không? Chóp đều mà. Thì chân đường cao dựng vào đây, đúng nhá. Đấy. Oái oái oái. 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 Rồi. Rồi. Rồi, đúng không? SC A B C D, đúng chưa? Đây là O nhá. Ok. Tiếp theo này, có cạnh đáy bằng A nhỏ, tất cả cạnh đáy bằng A nhỏ, A nhỏ, A nhỏ, A nhỏ. Các cạnh đáy, các cạnh bên tạo với đáy một góc 45 này. Tại sao người ta gọi là cạnh bên mà người ta không chỉ đích xác một cạnh bên các bạn nhỉ? Tại sao người ta chỉ nói là cạnh bên mà người ta không chỉ đích xác một là cạnh bên nào? Tại vì chóp này là chóp gì các bạn? Chóp này là chóp đều cho nên là cạnh bên nào cũng như nhau cả, đúng không? Thì bây giờ em sẽ lấy cạnh bên tiêu biểu ra nhá. SC đi, góc giữa SC và đáy nhá. Đấy, SC và đáy. Thì góc giữa SC và đáy thì em chỉ việc nối với vào đây đúng không? Là góc SCO. Đấy nhá. SCO thì bằng 45 độ. Ok, 45 độ. Rồi. Nào, bây giờ câu hỏi chốt này. Tính khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng SCD. Tính khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng SCD. Thế làm sao để tính được khoảng cách? Với những ai mà đã học khoảng cách với thầy nhá, với những ai đã từng học khoảng cách với thầy, các em luôn nhớ này. Các em liệu có dựng được khoảng cách từ A đến mặt phẳng SCD không? Thầy hỏi các em nào. Chúng ta có thể dựng được khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng SCD không? Trả lời các bạn. Các bạn trả lời cho thầy nào. Chúng ta không thể dựng được, đúng không? Chúng ta không dựng được đâu. Quên nó đi, không dựng được đâu. Mà mình phải nhớ đến cái gì? Chúng ta không dựng được mà chúng ta phải nhớ đến cái gì? Chúng ta phải nhớ đến gì các bạn nhỉ? Điểm chân vuông góc đúng không? Chúng ta chỉ tập trung vào chân vuông góc thôi. Tức là chúng ta chỉ tính khoảng cách từ O cho đến mặt phẳng SCCD mà thôi. Đấy các bạn chú ý. Chúng ta quên điểm A đi mà chúng ta tập trung vào điểm gì các bạn? Điểm O thôi. Hãy đổi về điểm O để ta tính đúng không? Thế bây giờ làm sao để tính được khoảng cách từ O cho đến mặt phẳng SCD đây? Thì thầy đã dạy các bạn nát vở. Chúng ta đã học nát vở. Đấy. Đó là gì? Để dựng khoảng cách từ chân vuông góc là O đến mặt phẳng SCD, em phải quan sát tam giác ở dưới. Ta thấy O là điểm em tung nét vẽ này. Em check tam giác ở dưới là tam giác OCD. Thì ta có góc này không vuông đúng không? Tại vì D to vuông rồi. Tại vì đáy là hình vuông mà. Nên góc này không vuông này. Góc này cũng không vuông này. Vậy khi hai góc này cùng không vuông thì thầy đã dạy các em một cách dựng khoảng cách. Đó là từ O các em dựng một đường vuông góc với cạnh đối diện đúng không? Em dựng một đường OH vuông góc với cạnh đối diện. Sau đó thì ta sẽ nối lên trên đỉnh đúng không? Sau đó ta nối lên trên đỉnh và ta tỉa một đường lên. Đấy, ta tỉa một đường OH OK đúng không? Ta tỉa đường OK lên đây thì đó chính là cái khoảng cách mà chúng ta cần tìm. Đúng chưa? Thầy đã dạy các bạn quá nhiều rồi đúng không? Ok, đấy. Đấy là cái trường hợp mà hai đỉnh còn lại không vuông ấy đúng không? Hai đỉnh còn lại không vuông đấy, đúng nhá. Rồi, thế như vậy nó chính là cái đoạn OK mà như ta đã nói nhá. Đó là đoạn OK ở đây. Được chưa? Thế sau đó thì ta tính OK nào. Để tính OK ta dùng công thức gì các em nhỉ? Để tính OK em dùng công thức gì?
Đó là công thức 1 gì các bạn? 1 trên, ok. 1 trên OK bình, 1 trên OK bình bằng 1 trên OH bình cộng 1 trên SO bình, được chưa? 1 trên OK bình bằng 1 trên OH bình cộng với 1 trên SO bình. Ở đây thì bắt đầu để tính được OK, các em sẽ phải tính được OH và các em sẽ phải tính được SO. Và bây giờ đi tính từng cái một nhá. Cái OH này nghe chừng có phải dễ tính đúng không? Cái OH này tính dễ hơn này. OH bằng bao nhiêu các em nhỉ? Theo các em OH này bằng bao nhiêu? Thì em có thể nhìn thấy là để tính được cái OH này ấy, thì nó nằm trong tam giác vuông BCD. Ở trong cái tam giác vuông BCD này thì OH chính là đường trung bình. Trung bình bởi vì là nó song song với cạnh BC và nó còn đi qua trung điểm O của BD nữa. Như vậy đây là đường trung bình. Trung bình thì bằng một nửa của BC. Thì chốt hạ nhá. OH thì bằng một nửa của BC, đúng nhá. Và như vậy nó bằng A trên 2. Xong này, xong nhá. Rồi. Tiếp theo ta có đường SO, đúng không? Ta có đường SO. SO này tính thế nào? SO tính ra sao? Thì SO các bạn nó phải phụ thuộc vào cái góc tam giác SOC này này các bạn ơi, tam giác SOC. Tam giác SOC là tam giác vuông tại O mà lại có góc 45 độ, chứng tỏ là tam giác SOC là tam giác vuông cân. Và nếu là tam giác vuông cân thì cạnh SO sẽ bằng với cạnh OC, đúng không? SO thì bằng với cạnh OC. Đấy. SO cần tính thì bằng với cạnh OC. Mà cạnh OC thì lại bằng một nửa cạnh AC. Đó là AC trên gì các bạn? AC trên 2, có thế thôi. Còn AC thì này, dân trắc nghiệm chuyên nghiệp ấy, người ta đều biết luôn ấy, đường chéo của hình vuông, đường chéo của hình vuông là A căn 2 nhá. Đường chéo của hình vuông A căn 2. Vậy nó bằng A căn 2 trên 2. Đấy. Thì chốt lại là SO thì bằng OC đúng không? SO thì bằng OC thì bằng A căn 2 trên gì các bạn? Trên 2. Ok, xong. Hết. Vậy thay số thôi. Suy ra 1 trên OK bình sẽ bằng OH thì bằng A trên 2 này, nó là A bình trên 4 này, cộng với cả SO, SO bình phương lên thì là A bình trên 2 này, đúng không? Thì 4 để lên đây, 2 để lên đây, mẫu số chung là A bình. 4 lên đây, 4 cộng 2 thì bằng gì các bạn? Bằng 6. Rồi, bằng 6. Và như vậy là OK bình phương sẽ bằng A bình trên 6. Và khi đó các em có được OK sẽ bằng A trên căn gì? A trên căn 6. Được chưa? Rồi, OK bằng A trên căn 6. Nhưng mà thực ra đó mới chỉ là khoảng cách từ O thôi, đúng không? Nó mới chỉ là khoảng cách từ O thôi. Nhưng thực tế là mình vẫn phải tính khoảng cách từ gì các em? Từ A nhá. Và sau khi các em đã tính xong rồi này, tính xong rồi thì em sẽ đổi về khoảng cách từ A thông qua cái thao tác là đổi khoảng cách, đúng không? Em sẽ nối OA lại. Bây giờ em sẽ nối OA lại. Nối OA. Và em xem hộ thầy là cái đoạn OA nối nó có vị trí thế nào so với mặt phẳng SCD các em này. Khi em nối OA và em kéo dài ra ấy, thì em sẽ thấy một điều là OA này này sẽ cắt SCD, đúng không? OA sẽ cắt mặt phẳng SCD. Đấy, OA sẽ cắt SCD. Và cắt tại điểm gì? Cắt tại điểm C. Và em ơi, khi mà nó cắt nhau thì em thiết lập ra tỷ số cầu vồng, đúng không ạ? Đó, tỷ số cầu vồng. OC trên OA, OC trên OA, à trên AC. OC trên AC thì sẽ bằng OC trên AC bằng khoảng cách từ O đến SCD chia cho khoảng cách từ A đến SCD, đúng không nhá? Đấy, tỷ lệ khoảng cách thôi, đúng không? Thế mà OC thì lại bằng một nửa của OA. Nhìn hình vẽ là biết OC bằng một nửa OA, bằng AC 1/2. Khi đó khoảng cách cần tìm này, khoảng cách từ A cần tìm. Khoảng cách từ A đến SCD sẽ bằng 2 lần khoảng cách từ O đến SCD. Đúng chưa? Và lúc này các bạn sẽ bằng 2 lần. Khoảng cách từ O này bằng A trên căn 6 đúng không? 2 lần A trên căn gì các bạn? 2 lần A trên căn 6. Hết rồi. Hết rồi. Và đáp án là gì? 25 là B. Ok, 25 là B nhá. Hay. Hiểu bài chưa? Hiểu bài chưa? Đổi điểm hiểu bài chưa? Rồi. Đấy, thế là xong được 5 điểm rồi nhá. Chúng ta đã có 5 điểm rồi đấy. Những bạn mà các bạn hiểu câu này, các bạn cho thầy một trái tim nào. Những bạn các bạn hiểu câu này, các bạn cho thầy một trái tim nào. Nhiều bạn bỏ đi quá rồi. Thực ra thì cũng hiểu thôi, tại vì là kiến thức học kỳ 2 các bạn cũng chưa học hết, đúng không? Rồi, thì đó là câu hỏi số 25. Câu hỏi số 25. Bắt đầu với phần tự luận nào. Ok, cả lớp mình bắt đầu với phần tự luận. 5 điểm tự luận nhá. 5 điểm tự luận, trong đó có 2 câu 0,5 điểm, một câu hình học và một câu gì các bạn? Đại số, được chưa? Một câu hình học, một câu đại số. Thôi có ngủ nghe gì, mới có 10 rưỡi chứ ngủ cái gì? Sáng mai có phải đi học không? Sáng mai có phải đi học không? Sáng mai các bạn không phải đi học đâu. À có phải đi học đúng không? Nhưng mà thức đêm một tí đi. Thầy cô thương nhá. Rồi. Nào, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 1.
Phần tự luận, trình bày tự luận nào. Câu 1 đáp án là gì? Câu 1 đáp án là gì đây? Câu này các bạn thấy như sau này, cách làm như sau nhá. Ta quan sát thấy hai cái căn trừ cho nhau, hai căn trừ cho nhau tức là thằng này là vô cùng trừ vô cùng rồi. Mà vô cùng trừ vô cùng thì chắc chắn là phải liên hợp, đúng không? Chắc chắn là ta phải liên hợp rồi, không nói nhiều. Đó. Ta phải liên hợp. Thế bây giờ thì bây giờ ta sẽ liên hợp bằng cách là nhân cả tử và mẫu với a cộng b, thì lúc này lim sẽ bằng, thầy làm hơi tắt một chút nha. Nhân mẫu với a cộng b này, nhân mẫu với a cộng b. Rồi, nhân mẫu với a cộng b. Thì sau đó thì trên tử sẽ trở thành a trừ b nhân a cộng b, mà a trừ b nhân a cộng b sẽ là a bình trừ b bình, đúng không? A bình trừ b bình. A bình thì nó là đây, a bình trừ đi b bình. Đó, thì bước 1 là bước như liên hợp. Các em làm như này cũng không gọi là tắt đâu, các bạn làm như này vẫn hoàn toàn hợp lý nhá. Tiếp theo bằng lim của x bình trừ bình là hết này. X cộng với cả 3x là 4x. 4x trừ 1 chia cho căn của x bình phương cộng x cộng với căn của x bình phương trừ 3x cộng 1 khi x tiến đến âm vô cùng. Rồi, thế là xong thao tác thứ nhất, đó là thao tác nhân liên hợp, được chưa? Thế sau khi xong thao tác nhân liên hợp thì đến thao tác tiếp theo là thao tác rút x ra khỏi căn, đúng không? Rút x ra khỏi căn. Rút x ra khỏi căn, nhưng phải chú ý x ra khỏi căn ở bài này này. Do x thì đến âm vô cùng, do x thì đến âm vô cùng, cho nên chút nữa em rút x bình ra khỏi căn thì căn của x bình, hãy luôn nhớ là căn của x bình thì bằng giá trị tối đa của x. Nhưng do x âm cho nên về sau nó sẽ bằng trừ x. Cái này thầy đã dạy các bạn nát vở rồi, đúng không? Thì ta rút x bình ra thì nó sẽ là trừ x. Đấy. Nhân 1 cộng với 1 trên x. Tiếp theo ta rút ra ngày dạng thế là trừ x nhân căn của 1 trừ đi 3 trên x cộng với cả 1 trên x bình, đúng nhá. Rồi, và cuối cùng em xong thao tác, khi mà em xong thao tác rút x ra khỏi căn, em chia cả tử cả mẫu cho x. Lúc này em chia cả tử cả mẫu cho x thì là đẹp này. Đấy, thì sẽ bằng lim của 4 trừ đi 1 trên x chia cho thằng này trừ x thì mất nhá. Trừ căn của 1 cộng 1 trên x trừ đi căn của 1 trừ 3 trên x cộng 1 trên x bình. Đấy. Và sau đó thì chỗ này là không, chỗ này không được gạch và vở đâu nhá, ta chỉ gạch ở trong bài nháp thôi, gạch gạch gạch. Và kết quả trên tử là 4 này, đúng không? Dưới mẫu là gì? Dưới mẫu là âm 1 trừ đi âm 1 là âm 2, và như vậy nó bằng trừ gì các bạn? Trừ 2. Ok. Được chưa? Rồi. Như vậy đáp án là trừ 2, đúng không? Các em hoàn toàn có thể dùng máy tính để các em kiểm tra lại nhá. Các bạn hoàn toàn có thể dùng máy tính của các bạn để các bạn kiểm tra lại bằng máy tính được, đúng không? Ok, đó là câu hỏi số A. Rồi, cứ dùng máy tính kiểm tra lại cho chắc nhá. Nói thật với các bạn là thầy già rồi, thầy nhát lắm. Đấy, đôi khi là đi sai nước là phí lắm. Đấy, đúng rồi. Đấy, thế nó mới yên tâm đi ngủ được, đúng không? Thế nó mới yên tâm đi ngủ được. Ok, tiếp tục nào. Ai trừ 3/2 đấy. Ê bạn ý đi. Rồi. Ê bạn ý đi nhá. Bạn Lâm liếc gì đúng không? Toàn Lê à? Thằng nào 3/2 ê đi. Ủa bạn Nhung Nhung lại, mình làm tự luận xong bạn Nhung Nhung mà lại bảo là bấm máy cho nhanh, thì các bạn có đáng ê bạn ý không ấy chứ. Ê nhỉ. Nào tiếp theo câu hỏi B nào. Xét tính liên tục của hàm số fx tại x bằng 1. Ok, xét tính liên tục fx tại x bằng 1. Nào, bây giờ xét x, các bạn nhớ này, quy trình đúng không? Đó là xác định, hàm số phải xác định đã, sau rồi mới đến liên tục, được chưa? Cho nên là bây giờ ta phải khẳng định là đấy, với x bằng 1 nhá, là hàm số này có xác định nhá, được chưa? Nào, bây giờ bắt đầu này, ta nhận thấy là hàm số y bằng fx xác định với x bằng 1, đúng không? Xác định với x bằng 1. Đây này, x bằng 1 thì nó bằng 3x trừ 7, xác định quá đi còn gì nữa, đúng không? Xác định quá đi còn gì nữa. Tiếp theo, bây giờ để hàm số này có biết nó liên tục hay không ấy, thì em sẽ phải tính lim ở trên, tính cái lim ở trên so tính cái lim ở dưới. Thì nếu hai cái lim này bằng nhau nhá, nếu hai cái lim này bằng nhau thì nó liên tục. Rồi, xét lim của fx, chú ý cách trình bày nhá. Xét lim của fx khi x tiến tới 1 cộng này, x lớn hơn 1 là 1 cộng nha. X tiến tới 1 cộng sẽ bằng lim của chính cái thằng này, x bình trừ đi 3x cộng 2 chia cho căn của x cộng 3 trừ 2 khi x đến 1 cộng. Đó. Thôi câu này tự làm nhá. Câu này dễ đúng không? Liên hợp tự làm nhá. Liên hợp tự làm nhá. Thầy dạy các bạn nhiều quá rồi.
đúng không? Thì chỗ này thầy đã làm nát vở rồi, thì bấm máy thôi. Đấy. Già rồi, nói thật với các bạn, vừa nhát ấy lại còn vừa lười nữa. Chân tay nó cũng bùn rủn rồi. X thì đến 1 cộng này, 1 cộng 0,0001 trừ 4 đúng không? Sắp xỉ trừ 4 đúng không? Trừ 4. Đấy, sau một hồi làm nhá, ra trừ 4. Ok. Tiếp theo, ta xét lim của Fx. Khi x thì đến 1 trừ các em ơi, x thì đến 1 trừ các em ơi. Đấy, 1 trừ. 1 trừ thì nó sẽ bằng là lim của thằng ở dưới này đúng không? Lim của 3x 7 khi x thì đến 1 trừ. Đấy. 1 trừ vào đây là âm 4, đúng chưa? Rồi. Và sau đó thì bây giờ ta tính F của 1 nữa. Mình còn dấu bằng này, mình còn dấu bằng. F1 thì cũng thay luôn vào dòng dưới này thôi, cùng dòng dưới mà. Sẽ bằng 3 trừ 7 thì bằng âm gì? Âm 4. Và em nhìn thấy là ba thằng này bằng nhau. Thế như vậy liên tục 4 nó rồi, đúng không? Thứ nhất là nó xác định này, đúng không? Đầu tiên là nó xác định đã này. Thứ hai là do lim của Fx khi x thì đến 1 cộng thì bằng với cả lim của Fx khi x thì đến 1 trừ và bằng F, và bằng F tại 1. Và vì cùng bằng âm 4 cho nên hàm số liên tục tại x bằng gì các bạn? Hàm số liên tục tại x bằng 1. Ok nhá, thế là xong 2 điểm đúng không? Vậy là chúng ta được 7 điểm rồi các bạn ạ. Chúng ta được 7 điểm rồi, được chưa? Nào bây giờ chốt ở câu hình này, chốt câu hình nhá, chốt câu hình. Ok. Câu hình, câu này hay ghê. Câu hình nào? Các bạn đã làm câu hình này chưa? Hình này hay lắm đây này. Có câu 0,5 điểm vui lắm đây này. Đấy. Các bạn đã làm câu hình này chưa nào? Ôi chả thấy ai chia sẻ cho mình ạ. Vừa kiểm tra lại, ui dồi ôi, không có ai chia sẻ luôn ạ. Quá là buồn. Thôi, chấp nhận chấp nhận nhá. Nào, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2 nào. Cho hình chóp LABC. D. Có đấy là hình thang vuông. Hình thang vuông các bạn vẽ này cho thầy nhá. Hình thang vuông này các bạn vẽ này đây nhá. Đây. Hình thang chỉ cần có hai cạnh song song thôi. Đó. Đấy hình thang vuông, được chưa? A vuông tại A và B, ABCD. Đây. Rồi. Có AB bằng A nhỏ, BC bằng A nhỏ, AD thì bằng 2A. Có SA vuông góc vào đáy đúng không? SA vuông góc vào đáy, S thẳng vào đây. Đó. Và đó, đúng không? SA vuông góc vào đáy nhá. Rồi, ok chưa? Rồi, tiếp tục nào. Góc giữa SB và đáy bằng 45 độ. Ở đây thì chúng ta xác định nhanh quá đúng không? Góc giữa SB và đáy thì xác định nhanh quá. SB và đáy là góc SB gì các bạn? SBA, 45 độ. Ok. Mà thằng nào tinh ý ấy, nói thật với các bạn luôn, thằng nào tinh ý ấy, nó nhìn thấy ngay là tam giác SAB là tam giác vuông cân luôn ấy, thằng nào tinh ý vuông cân luôn, tại vì vuông mà, vuông lại có góc 45 này, vuông góc 45 đây là A thì đây là A bố nó rồi, đúng không? Thằng nào tinh ý là phát hiện ra đây là A luôn đấy, đúng không? Đấy, thì các bạn nhận xét một chút nhá. Tự luận mà, góc giữa SB và đáy nhá, góc AB và đáy thì là góc SCBA và bằng 45 độ, đúng chưa? Cho nên là tam giác này cân, đây là A, đây là A. Rồi, tiếp theo câu hỏi A, chứng minh SCD vuông góc với SAC. Chứng minh mặt phẳng SCD vuông góc với mặt phẳng SCAC. Đó, câu hỏi đầu tiên. Các bạn làm được câu này không? Nào, các bạn làm được câu này không? Chứng minh nào. Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau ta làm như nào? Thầy sẽ làm ra nháp nhá. Thầy làm ra nháp cho đỡ tốn giấy nhá. Thầy làm ra nháp nhá. Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau, ví dụ mặt phẳng SCD vuông với mặt phẳng SAC, thì về kinh nghiệm là như này, đó là các em phải chứng minh một đường trong này, vuông với cả cái mặt này, đúng không? Em sẽ chọn ra một đường tiêu biểu trong này và chứng minh nó vuông với mặt phẳng SAC là được. Thì ví dụ như bài này ấy, thì các em sẽ lôi đường CD cho thầy và cố gắng làm sao chứng minh CD vuông góc với SAC. Đó, cố gắng làm sao chứng minh CD vuông góc với SAC thì cái mặt phẳng SCD sẽ vuông với mặt phẳng SCD thôi. Đó, được chưa? Thế bây giờ làm sao để chứng minh CD vuông góc với SAC? Để chứng minh CD vuông góc với SAC thì em phải chứng minh CD vuông góc với hai đường trong SAC, đúng không? Hai đường trong SAC. Đó là đường nào và đường nào các bạn? CD
dự đoán này, CD vuông góc với EAC, đầu tiên là SA, chắc chắn CD vuông với SA rồi. Đó. Và đường dự đoán thứ hai ấy, đó là CD sẽ cố gắng chứng minh vuông góc với AC nhá, cố gắng chứng minh nó vuông góc với AC. Được chưa? Và bây giờ thì em sẽ đi một con đường, đó là ta sẽ chứng minh CD vuông góc với AC. Nào, chứng minh CD vuông góc với AC như sau. Nào. Để chứng minh CD vuông góc với AC, các em lấy cho thầy cái điểm M nó là trung điểm. Đây, M là trung điểm của AD nhá. Và sau đó các bạn nối cái CM cho thầy, được chưa? Các bạn nối cái CM cho thầy. Này. Thế lúc này ta có này. Lúc này ta có này. Ờ, như vậy đây là A đúng không? Trung điểm của AD mà, đây là A, đây là A. Vậy cái tứ giác này AMCD, xét cái tứ giác AMCD. Cái tứ giác AMCD này ấy, thứ nhất là nó có hai cạnh đối song song bằng nhau, tức là AM song song với CD và bằng luôn với CD, đúng không? Hai cạnh bằng BC chứ, xin lỗi, BC. AM song song bằng BC. Thứ hai là nó có góc vuông, góc B bằng 90 độ. Và thứ ba ấy, thứ ba là nó còn các cạnh kề bằng nhau nữa, tức là cạnh AB bằng cạnh BC, AB bằng BC. Thì dữ kiện này ấy, giúp nó là hình bình hành, hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành. Hình bình hành bây giờ cộng thêm một góc 90 độ thì thành hình chữ nhật. Hình chữ nhật bây giờ nó cộng thêm hai cạnh kề bằng nhau, hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau thì đó là hình vuông, đúng không ạ? Vậy cái tứ giác AMCD là hình vuông. Đấy. Rồi, là hình vuông. Là hình vuông thì dẫn đến là bốn cạnh bằng nhau. Bốn cạnh bằng nhau, đây bằng đây bằng đây bằng đây, hay nói cách khác là CM cũng bằng A nhỏ. CM cũng bằng A luôn vì bốn cạnh bằng nhau mà. Và khi CM bằng A rồi thì vô tình các em nhìn giúp ở trong cái tam giác ACD này, vô tình các em nhìn giúp trong tam giác ACD. Trong cái tam giác ACD này thì có M là trung điểm, tức là CM là trung tuyến. Mà trung tuyến vô tình lại bằng một nửa cạnh tương ứng. Có trung tuyến CM thì bằng 1/2 cạnh tương ứng với nó là cạnh AD. Thì cái tam giác nào là cái tam giác mà lại có trung tuyến lại bằng một nửa cạnh tương ứng các em? Đó, tam giác nào? AMCB, rồi, được rồi, CB nha, CB. Như nhau thôi mà. Sao cứ phải bắt lỗi đấy nhỉ? AMCB nó cũng như thế thôi mà. Rồi, tam giác này là cái tam giác mà các bạn thấy rằng là nó có gì các bạn? Nó có trung tuyến bằng nửa cạnh huyền, vậy nó là tam giác vuông, đúng không? Tam giác ACD vuông tại C. Đó, vuông tại C. Thì dẫn đến CD vuông góc với AC, được chưa? CD vuông góc với AC. Đấy. Được chưa? Như vậy đây là cái mấu chốt của bài toán, là các em phải chứng minh được CD vuông góc với AC. Thế là xong rồi. Và dồn vào. Khi bạn có CD vuông góc với AC rồi, CD vuông góc với AC theo chứng minh trên này, CD lại còn vuông góc với SA nữa, CD lại vuông góc với SA nữa, do SA vuông góc với đáy. Vì vậy là CD sẽ vuông góc với cả mặt phẳng SAC luôn. CD vuông góc với cả mặt phẳng SAC. Thế mà CD lại nằm trong cái mặt phẳng SCD, đúng không? CD lại nằm trong mặt phẳng SCD. Thì chứng tỏ là khi CD vuông góc với AC thì SCD này cũng vuông luôn với cả SCD cũng vuông luôn với SAC. Được chưa? Và đó là điều mà các em phải chứng minh nhá. Điều phải chứng minh. Xong. Thì đấy là về cái nhóm lãy thẳng thành trung đoàn này. Hôm nào mày cũng ở đây. Đấy. Rồi, xong câu A nhá, đúng không? Xong câu A. Ok. Nào, tiếp theo. Câu này hiểu chưa các em? Câu A hiểu chưa? Hiểu đúng không? Câu hỏi tiếp theo nào, câu hỏi B. Tính khoảng cách từ A đến SCD nào? Tính khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng SCD nào? Tính khoảng cách từ A đến SCD. Nào, khoảng cách từ A đến SCD nhá. Khoảng cách từ A cho đến SCD. Câu này thì dễ đúng không? Câu này thì dễ quá đúng không? Nào, tính khoảng cách từ A đến SCD nào? Các em quan sát cho thầy nhanh này, mình làm nhanh câu B nhá. Mình làm nhanh câu B nhá. Câu B. Tính khoảng cách từ A đến SCD. A đến SCD. Đấy. Bây giờ các bạn quan sát này. Điểm A bài này rất đặc biệt. Điểm A nó là gì các bạn? Điểm A bài này nó là chân đường gì? Chân đường cao. Cho nên là ta hoàn toàn có thể dựng được, đúng không? Các bạn quan sát này. A là chân đường cao thì em hoàn toàn có thể dựng một phát đến thẳng mặt phẳng SCD luôn, được chưa? Thế thì dựng như nào? Thì đây bây giờ ta nhìn thấy này. Từ A đến SCD các em quan sát tam giác ở dưới là tam giác ACD. Ta quan sát tam giác ở dưới là tam giác ACD. Thì trong cái tam giác ACD này ấy,
thì vô tình mình vừa mới chứng minh xong, mình vừa mới chứng minh xong góc này là góc vuông, đúng không? Vừa mới chứng minh xong góc này là góc vuông. Mà thầy vẫn dạy các em là gì? Vuông tại đâu em dựng khoảng cách vào cạnh bên tại đó, đúng không? Vuông tại đâu em dựng khoảng cách vào cạnh bên tại đó. Và bây giờ các bạn sẽ dựng vào đây. Do tam giác ở dưới vuông tại C cho nên em sẽ dựng khoảng cách vào đây, đúng không? A, E, đúng không? A, E em dựng khoảng cách vào đây. Thế thôi. Như vậy, nghĩ trong đầu này, do tam giác ở dưới vuông tại C, vậy ta dựng AE vuông góc với AE vuông góc với SC, thì chắc chắn là AE sẽ phải vuông góc với, nó sẽ là khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng SCD. Đấy. Được chưa? Từ A đến mặt phẳng SCD. Thì đấy là cách dựng nhá, đấy mới là cách dựng thôi. Bây giờ phải chứng minh nữa. Em phải chứng minh đúng thế thật. Để chứng minh AE chính là khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng SCD thì em phải chứng minh được AE vuông góc với mặt phẳng SCD. Đúng chưa? Em phải cố gắng chứng minh được AE vuông góc với mặt phẳng SCD. Vì sao AE lại vuông góc với SCD nào? Ta giải thích đi. Muốn chứng minh thì mẹ phải chứng minh vuông góc với hai đường. Ở đây các em thấy là AE nó sẽ vuông góc với SC là 1. Nào, AE vuông góc với SC là 1. Tiếp theo là AE nó sẽ vuông góc với CD là 2. AE vuông góc với SC theo cách dựng. Còn AE vuông góc với CD là do gì? Do ở chứng minh trên các em có CD vuông với cả mặt phẳng SAC, đúng không? Bạn vừa chứng minh CD vuông với cả mặt phẳng SAC mà, cho nên CD vuông góc với AE. Và từ đó dẫn đến là AE vuông góc với cả mặt phẳng SCD. Và đó là điều phải chứng minh. Đó, như vậy là chúng ta đã chứng minh chính xác AE nó là khoảng cách rồi, đúng không? Thế có bây giờ tính nốt thôi, đúng không? Bây giờ tính nốt thôi. Tính thì cũng dạy nát vở rồi. Muốn tính khoảng cách thì dùng công thức gì? Muốn tính khoảng cách ta dùng công thức 1 gì các bạn? 1 trên, đúng không? Xét tam giác vuông là tam giác vuông SCAC. Em có là 1 trên AE bình. 1 trên AE bình thì bằng 1 trên AE bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AC bình. 1 trên SA bình cộng với cả 1 trên AC bình. Đấy. Trong đó thì SA, trong đó thì SA, SA thì bằng rồi, bằng A nhá. Các em tự lập luận nhá, chỗ này mình tua nhá. Tua này các bạn ơi, tua này. Đấy, tua này. Tam giác này là tam giác vuông cân đúng không? Vì vuông một góc 45 nên đây là A thì đây là A nhá. Như vậy SA bằng A nhá. Được chưa? Tiếp theo AC này. Trong tam giác vuông ABC, tam giác vuông ABC có cạnh này là A, cạnh này là A, có góc này là góc vuông. Thì Pythagore em tìm được đây là A căn 2 nhá. AC bằng A căn 2 nhá. Tự các em chứng minh, nếu đi thi tự chứng minh nhá. Thế thôi. Thế vào sau đó thì các em sẽ 2 vào đây, 2 vào đây đúng không? 2A bình, 2 cộng 1 là gì? 3. Đấy, thế thì như vậy các em sẽ có là AE bình phương sẽ bằng 2A bình trên 3. Và kết quả cuối cùng AE của các em sẽ bằng A căn 2 trên căn 3. Chấm hết. Mấy cái chỗ này tua nhá. Khi nào các em đi thi ý, thì về mặt tự luận đấy các em sẽ phải trình bày từng bước một. Thế còn bây giờ thì ta tua thôi nhá. Hiểu câu này chưa? Hiểu câu B chưa các em? Hiểu câu B chưa? Hiểu chưa? Để còn sang câu C đây. Nào, hiểu chưa? Để mình sang câu C nhá. Nào, câu C. Lớp mình làm được câu C chưa các em ơi? Nào, lớp mình làm được câu C chưa? Rồi. Câu C là câu mà nhiều bạn đợi đúng không? Ok. Đấy. Câu 0,5 điểm đây này. Mấy câu 0,5 điểm các bạn đợi này. Nào, thầy vẽ hình mới cho các bạn dễ quan sát nhá. Thầy vẽ hình mới cho các bạn dễ quan sát nhá. Câu hỏi số 2 nào. Vẽ lại hình này, vẽ lại hình nhá. Này. Đó, đó. Rồi. Úi chà ơi, SCABCD được chưa? SA vuông góc phải đáy nhá. Đáy là vuông đây, có góc vuông đây đúng không? Lúc nãy vừa có vuông này đấy. Ok. Nào, bây giờ người ta bảo này. Học 45 nhá. Đây là A nốt nhá. Nào bây giờ bắt đầu vẽ hình này. Gọi alpha là mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với SC. Đi qua điểm A và vuông góc với SC ấy, thì em sẽ dựng luôn một đường vào đây. AE nhá. Đi qua điểm A và vuông góc với SC mà, thì đầu tiên là dựng cái thằng AE đã, được chưa? Một đường này. Tiếp theo. Bây giờ còn đường nào vuông góc với AE nữa? Còn đường nào vuông góc với AE nữa? Đây các bạn chú ý này. Em dựng thêm cho thầy thằng AK vuông góc vào đây. Em dựng thằng AK vuông góc vào đây. Thì các bạn chứng minh rất là dễ thôi.
AK vuông góc với SB là 1, đúng không? AK vuông góc với SB là 1. AK vuông góc với BC là 2. Lý do AK vuông góc với BC ấy, bởi vì là BC vuông góc với cả mặt phẳng SAB các bạn ạ. BC vuông góc với cả mặt phẳng SAB cho nên BC vuông góc với AK. Chốt lại là AK vuông góc với SB. AK vuông góc với BC cho nên là AK vuông góc với cả mặt phẳng SBC, vuông góc với cả mặt phẳng SBC. Vì vậy là AK sẽ vuông góc với SC. Đó. Được chưa? Rồi, AK sẽ vuông góc với cả SC. Đó. Hai đường vuông góc với SC nhá. Hai đường vuông góc với SC rồi. Đấy. Bây giờ còn một đường nữa, còn một đường nữa cũng vuông với SC mà cực kỳ tinh tế luôn. Cái đường này ấy cực kỳ tinh tế luôn. Đây như này. Các bạn nhìn CD cho thầy nhá. CD vuông góc với AC là 1. Chứng minh trên đúng không? CD vuông góc với SA là 2. Cho nên CD vuông góc với cả mặt phẳng SAC. Và vì thế là CD vuông góc luôn với SC. Ta còn có nữa là CD cũng vuông góc với SC. Đó, CD cũng vuông góc với SC. Thì bây giờ nhảy này, nếu CD vuông góc với SC thì bây giờ từ E này em dựng cho thầy một đường song song với CD. Em dựng cho thầy một đường EF song song với CD. Nếu em dựng EF song song với CD thì EF cũng vuông với SC. Nếu có EF song song với CD thì chắc chắn là EF cũng vuông với SC. Đấy, cũng vuông với SC. Được chưa? Đấy. Và như vậy ý, chốt lại này. SC vuông góc với những cái gì này? Này, SC vuông góc với gì? Vuông góc với AE là 1 này. Vuông góc với AK là 2 này. Và AK là 2 và EF là 3. Thế thì các em có thể nhận định được ấy là cái tứ diện này ấy, à cái thiết diện này sẽ là tứ giác sau. Nó đủ 4, nó đủ các giao tuyến rồi đấy. Đó là tứ giác AEFK. AEFK sẽ là thiết diện đấy. Đó là thiết diện vuông góc với cả SC, thiết diện vuông góc với SC. Không tin bây giờ chúng ta check lại nhá, chúng ta check lại. Đây các em nối cho thầy tất cả vào. Cái tứ giác này các bạn check lại cho thầy nhá. Đây cùng nhau check lại này. Cái tứ giác AEFK này, AEFK cùng vuông với SC mà, cùng vuông với SC. Đấy. Check lại như này. Thiết diện là gì? Thiết diện là tập hợp giao tuyến đúng không? Thiết diện là tập hợp giao tuyến, tập hợp giao tuyến. Ở bên trong hình chóp, bên trong của hình chóp đó, của một cái mặt phẳng với tất cả các mặt của hình chóp, với tất cả các mặt của hình chóp nhá, mặt của chóp. Đây, bây giờ ta sẽ kiểm tra lại này. AEFK, AEFK nó có những cái gì? Đầu tiên nó là giao tuyến với SAB, giao tuyến với SAB chính là đường AK, là AK một này, một giao tuyến này. Tiếp theo, giao tuyến với cả SBC, giao với mặt SBC, giao với BC chính là đường KE, chính là KE, đúng không? KE 2 này. SCD nào, mặt SCD này chính là đường EF, đúng không? Chính là đường EF, giao với SCD. Và mặt đằng sau này, mặt đằng sau là mặt SCAD này thì giao với mặt SAD chính là đường AF, chính là AF. Chính là AF. Đó. Rồi. Thế nhưng thực ra ấy là cái giao tuyến ở phía dưới ấy, thì nó không nằm trong, các bạn chú ý nhá. Còn mặt phẳng ABCD có giao tuyến, có giao tuyến nhưng không nằm trong hình. Chắc chắn với hình vẽ này cong lên ấy, tớn lên như này ấy, thì giao tuyến này không nằm trong hình, đúng không? Không nằm trong hình. Được chưa? Rồi, không nằm trong hình. Được chưa? Được chưa? Thế thôi, đúng không? Đấy. Thế khi đó thì các bạn thấy rằng đúng là thiết diện thật, đúng là thiết diện. Vậy chốt lại thiết diện đây, đúng không? Thiết diện đây. Thế thôi. Được chưa? Ok không? Rồi, thầy đang vừa chứng minh điều mà chúng ta vừa làm là đúng nhá. Đó, vừa chứng minh điều chúng ta làm là đúng, đúng không? Ok. Wow. Rồi. Thế bây giờ tính diện tích nào? Bây giờ tính diện tích của tứ giác này, đúng không? AK EF tính diện tích của tứ giác AKEF nào, AKEF. Thì bây giờ này, các bạn sẽ tính bằng tổng của hai tam giác. Tứ giác thì luôn bằng tổng hai tam giác mà. Đó là tam giác AKE, đúng không? Tam giác AKE.
và tam giác AEF đúng không? Và tam giác AEF cộng với cả tam giác AEF đúng nhá. Tam giác AEF. Thì trước hết là bây giờ các em cần phải biết là cái tam giác AKE này tính thế nào đã. Nào tam giác AKE này tính thế nào đã. Thầy đưa hướng tính nhá. Tam giác AKE sẽ là tam giác vuông tại K. Nó là tam giác vuông tại K. Đây cái này phải lấy nháp rồi đã. Wow, lấy nháp rồi đã. Đấy. Cái tam giác AKE này này, nó là tam giác vuông. Tam giác AKE là tam giác vuông tại K. Vì sao? Bởi vì AK vuông góc với cả mặt phẳng SBC, cho nên là AK vuông góc luôn với KE đúng không? Vuông góc KE. Như vậy diện tích suy ra là diện tích của tam giác AKE sẽ bằng 1/2 AK nhân gì các bạn? Nhân KE. 1/2 AK nhân KE. Đấy. AK nhân KE. Thế bây giờ tính AK thôi và tính KE thôi thì đấy, AK bằng bao nhiêu? Nào, AK thì dùng công thức 1 trên đúng không? 1 trên AK bình bằng 1 trên cái này bình cộng 1 trên cái này bình nhá. 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AB bình. Thì cái AK này các bạn có thể nhẩm luôn cho thầy nhá. Các bạn nhẩm cho thầy đi. Đấy, các bạn nhẩm cho thầy đi. Thì AK này sẽ bằng 1 trên căn 2 nhá. A trên căn 2, được chưa? Rồi. Tiếp theo này, đường KE này, đường KE tính thế nào các bạn? Đường KE tính thế nào đây? Đấy. KE tính thế nào nhỉ? Các bạn thử nhìn cho thầy xem là KE tính ra sao. Hay là tính AE đi, hay tính AE đi. Tính AE cho dễ hiểu nhá. AE này thì bằng khoảng cách đúng không? AE lúc ấy khoảng cách bằng bao nhiêu nhỉ? Khoảng cách AE lúc ấy bằng bao nhiêu nhỉ? Lúc ấy vừa tính khoảng cách xong. Bằng A căn 2 trên căn 3. Rồi, A căn 2 trên căn 3 nhá, đúng không? AE vừa tính khoảng cách xong này. A căn 2 trên căn 3, Pythagore đi, cái này bình trừ cái này bình thì ra cái này bình. Như vậy suy ra là KE sẽ bằng đây bình trừ đây bình thì ra đây bình. Nào, máy tính nào. 2/3 mà trừ đi 1/2, 2/3. Đây bình này trừ đi đây bình này. 2/3 mà trừ đi 1/2, 1/6, KE bằng 1/6, tức là A trên căn 6, đúng không? A trên căn 6. Chốt rồi, vậy diện tích của tam giác AKE sẽ bằng 1/2. AK là A trên căn 2 nhân với KE là A trên căn gì? Căn 6. Đấy, thế thì nó sẽ là A bình, đúng không? 1 chia cho 2 nhân căn 2 nhân với cả căn 6. Căn 3 trên 12 đúng không? Căn 3 trên 12. Rồi, A bình căn 3 trên 12. Hiểu chỗ này chưa? 1/2 tích ngay cạnh góc vuông nhá. Đúng nhỉ? Trừ khi câu này phải tính đúng nhá. Lấy cái này bình trừ đi cái này bình thì ra cái này bình. Đấy. Ok, thế là xong một tam giác này đúng không? Xong tam giác này, được chưa? Tiếp theo nào. Tam giác thứ hai. Đó là tam giác AEF các em ơi, tam giác AEF. Tam giác AF này thì vuông ở E nhá. Tam giác AF này vuông ở E đúng không? Nào tiếp tục này. Tam giác AEF thì là tam giác vuông tại E. Vuông tại E vì ta vừa chứng minh là AE là khoảng cách mà. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng SCD cho nên AE vuông góc với AF đúng không? Thì vuông tại E. Suy ra là diện tích của cái tam giác AEF này thì bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông là AE nhân AF. AE nhân với AF. Đấy, AE nhân AF. Thế mà AE thì có rồi đúng không? AE thì có rồi. AE thì đã bằng bao nhiêu? A căn 2 trên căn 3 tính lúc nãy đúng không ạ? Tính lúc nãy. Đó. Rồi. Thế còn AF thì sao? Bây giờ các em tính AF thì sao? Đấy, AF thì nó mới là vấn đề này. Thì các bạn thấy rằng là AF ấy thì nó sẽ song song với CD do cách ta kẻ nhá. AF thì song song với CD do cách ta kẻ. Vậy là EF mà chia cho CD đúng không? Theo Thales này, EF mà trên CD thì sẽ bằng là SE mà trên cho SC. SE mà trên cho SC đúng chưa? Thales thôi, AF trên CD bằng SE trên SC. Mà SE trên SC bằng bao nhiêu? Cái này tính ra nháp một chút này. SE mà nhân với SC ấy, SE mà nhân với SC thì sẽ bằng SA bình. Bằng SA bình. Vậy chia cả hai vế cho SC bình đi. Chia hai vế cho SC bình thì là SE trên SC thì bằng SA bình trên SC bình. Đó. Mà SA bình thì A bình, đúng không? Còn SC bình bao nhiêu? SC bình thì nó bằng bao nhiêu? 3 bình. Và như vậy nó bằng 1/3. Đấy, thì cái này bằng 1/3. Rồi. 1/3. Wow, như vậy là EF trên CD 1/3 thì tóm lại là CD thì bằng bao nhiêu nhỉ?
Trong khi đó CD thì lại nhìn trong tam giác vuông này, trong tam giác vuông này thì CD bằng bao nhiêu? Cạnh huyền là 2a này, trừ đi cạnh này là a căn 2 này, 4 trừ đi cái này là như vậy CD bằng a căn 2 này. Đó, a căn 2. Pythagore lấy cái này bình trừ cái này bình bằng cái này bình. Vậy chia 3 đi, chia 3 là ra AF. Vậy AF sẽ bằng a căn 2 trên gì? Trên 3. Ôi. Hết rồi, đúng không? AF bằng a căn 3 trên 3. Rồi, AF thì bằng a căn 2 trên căn gì? Căn 3. Rồi. Hay không? Câu này phải quá đỉnh cao đúng không? Này á, chỉ có dân này thật sự là xuất sắc thôi thì mới làm được các bạn ạ. Đó, vậy là ta có diện tích tam giác. Không phải, ta có diện tích tam giác AF sẽ bằng 1 phần 2, hai thằng hạt nhân với nhau, hai thằng hạt nhân với nhau. Căn 2 trên căn 3 nhân căn 2 trên căn 3 là A bình 2 trên 3. Và sẽ là A bình trên 3. Rồi, như vậy diện tích tam giác nhỏ còn lại là A bình trên 3. Được chưa ạ? A bình trên 3. Đấy. Ok. Và kết hợp với thằng bên này nhá, lộn ngược thằng bên này nhá. Đó là A bình trên, đây, A bình căn 3 trên 12 là diện tích tam giác nhỏ này, cộng với cả A bình trên gì các bạn? A bình trên 3. Thì cộng vào thôi, thì kết quả đấy. Hơi lẻ tí, đúng không? Nhưng hình như có chỗ sai hay sao nhỉ? Không biết có chỗ sai không, nhưng mà ý tưởng thì là như vậy. Còn đương nhiên cộng trừ nhân chia thì nó cũng không thể tránh khỏi được. Cái khổ thi tự luận là ta không biết là, đấy, cái khổ thi tự luận là ta không biết là ta làm đúng hay là làm sai. Nhưng mà ý tưởng thì đúng hoàn toàn. Nên các bạn chú ý tưởng thì đúng hoàn toàn nhá. Đấy, ta sẽ tách nó thành tam giác nhỏ đúng không? Sau khi tìm xong thiết diện, ta tách nó thành hai tam giác nhỏ. Tam giác này vuông này, nó bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Tam giác này vuông tại E này cũng bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Được chưa? Được không? Khó không? Khó không các bạn? Các bạn thấy hay không? Câu này căng phết đúng không? Không biết có bị sai không nữa. F nhầm à? F bị nhầm à? Căng nhá, căng phết. À, lúc ghi bị nhầm à? Thầy tính đúng nhưng lúc ghi bị nhầm à? Sao? Lúc ghi bị nhầm à? Đâu nhỉ? Đâu bạn? À, chết rồi, xin lỗi. Trên 3 đúng không? Đấy, trên 3 này, đúng rồi. Xin lỗi các bạn nhá, nhân vào với nhau nhá. Hai thằng nhân với nhau này. Ẩu quá. Ừ, nó là 2A bình trên 3 căn 3 nhá. Đó, thế này mới đúng nhá, đúng không? Rồi, ok chưa? Đấy, sau đó ta cộng với cả thằng thứ hai là thằng lộn ngược bên này, đúng không? A bình căn 3 trên 12. Đấy, thì kết quả cuối cùng này, 2A bình 3 căn 3 này cộng với cả A bình căn 3 trên 12. Được chưa? Đây, kết quả cuối cùng nhá. Đấy, không sai nữa đâu nhá. Rồi, hay không? Câu này quá hay luôn đúng không? Đỉnh cao luôn, đúng không? Hay vãi đúng không? Đấy. Rồi, đây là câu C nhá, câu 0,5 điểm, được chưa? Ok. Tiếp tục nào, câu cuối cũng là một câu 0,5 điểm nữa. Nào, hỏi ạ. Chứng minh rằng phương trình trên có ít nhất 2 nghiệm. Đấy, ít nhất 2 nghiệm. Đó. Đẳng cấp đúng không? Đấy. Câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi cuối cùng. Các bạn đoán được câu này chưa? Câu hỏi cuối cùng. Nào, câu hỏi tiếp theo. Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm. Thì các bạn luôn phải nhớ là mấy cái câu chứng minh phương trình có nghiệm ấy, đúng không? Chứng minh phương trình có nghiệm ấy thì các bạn luôn phải dùng cái tính chất là FA nhân FB đúng không? Ta toàn FA nhân FB nhỏ hơn gì các bạn? Nhỏ hơn 0 thì phương trình có nghiệm, đúng không ạ? Nhỏ hơn 0 thì phương trình có nghiệm. Đấy. Nào, bây giờ này. Cái làm như sau nhá. Bút hết mực đấy.
đặt thằng chi đối của x bằng t. Rồi. Thì t sẽ lớn bằng 0 đúng không? Điều kiện t sẽ lớn bằng 0. Nào, trường hợp thứ nhất, nếu t bằng 0 đi, giả sử t bằng 0 nhá. À thế là phương trình nó sẽ trở thành là t mũ 3 trừ đi 3mt. Trừ đi 3mt này. Cộng với cả 9m bình cộng 3t và trừ đi 54, đúng chưa? Bằng 0. T lớn bằng 0 ta chia hai trường hợp nhá. Trường hợp 1 t bằng 0 và t lớn hơn 0 nhá. Trường hợp 1 t bằng 0 này. T bằng 0 mà em thay vào đây. T bằng 0 em thay vào đây. 0 vào đây. Thì em ra được trừ 54 bằng 0. Trừ 54 bằng 0 là đúng hay sai? Sai bét đúng không? Trừ 54 bằng 0 sai. Đấy. Trừ 54 bằng 0 sai. Ok. Thế bây giờ thì bây giờ t lớn hơn 0 nào. T lớn hơn 0 này. Thì em sẽ được phương trình chuẩn. Đây. Set, ta set ST nhá. Set ST. Toàn là phải dùng cái này cơ mà đúng không? T mũ 3 trừ 3MT cộng 9. Rồi. Cái vấn đề chính bây giờ ấy, đó là ta phải mò nghiệm nhá. Cái vấn đề chính bây giờ ta phải mò. Ở nhiệm vụ của em ấy là em phải tìm được FA và FB đúng không? Rồi T bình. Rồi T bình. Bây giờ mò nghiệm này, nhiệm vụ chính của các bạn là các bạn phải tìm được A và B, đúng không? Phải tìm được số A và số B cho hợp lý. Để làm sao mà ta nhân FA nhân FB nó luôn nhỏ hơn 0 thì là ổn, đúng không ạ? Đấy. Thì hai cái số A và B ấy, hai cái số A và B ở đây ấy, nó là hai số nào? Nó là hai số nào? Thì đó là hai số mà các em phải, thường là ta sẽ chọn một số là liên quan đến 0 nhá, liên quan đến 0. Và số kia là số 2 nhá. Các em chọn số 0 với số 2. Nào, bây giờ thì chọn số 0 với số 2 cho mà. Đấy. Rồi, T bình biết rồi. F0 nào, F0, F0 sẽ bằng 0 0 0 thay vào đây, 5 trừ 54, được chưa? F0. F2 này. F2 thay vào đây nó bằng bao nhiêu? 8 này trừ đi 12m này cộng với cả 2 thay vào đây. 18 nhân m bình cộng 3. Trừ đi 54 đúng không? Hay F2 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 18M bình phương trừ đi 12M đúng không? Trừ đi 12M này bao nhiêu thế nhỉ? 18 x 3 này cộng 8 đúng không? 13 x 3 là 54. 54 chân tức là hết là cộng 8 thôi. Đó, đây là F2, được chưa? Thế bây giờ thì các bạn nhân hai thằng vào. Ta có F0 nhân F2. Đấy, liên tục nhá, liên tục, thêm chữ liên tục vào. Đây nhân đây, trừ 54 nhân với cả 18M bình trừ 12M cộng 8. Đó. Rút 18 ra ngoài, rút 18 ra ngoài. Thì bên trong sẽ còn M bình trừ đi 12 phần 18 là bao nhiêu nhỉ? 12 phần 18 là bao nhiêu nhỉ? 2 phần 3 trừ đi 2 phần 3M cộng với cả 8 phần 18 là bao nhiêu? 8 trên 18 4 phần 9 cộng 4 phần 9. Đấy. Và sẽ bằng trừ 54 này nhân 18. Bên trong các bạn tách thành M bình trừ đi 2M nhân 1 phần 3. Dùng mấy kiến thức lớp 9 ấy đúng không? Cộng với cả 1 phần 9. Đây là 4 phần 9 là cộng 3 phần 9 là cộng 1 phần 3. Hay sẽ bằng trừ 54 nhân 18 là bao nhiêu? Trừ 54 nhân với cả 18 trừ 972 trừ 972 nhân bên trong hàng đẳng thức này M trừ 1 phần 3 tất cả bình và cộng với 1 phần 3. Đó. Được chưa? Thế thôi. Thế như vậy là các em thấy là F0 F2 này, thằng này âm này đúng không? Thằng này dương, dương bố rồi. Dương cộng 1 phần 3 thì dương rồi. Như vậy âm nhân dương chắc chắn âm với mọi T nằm trong khoảng từ 0 đến 2. À, với mọi T, xin lỗi các bạn, với mọi M, nhầm, với mọi M. Vậy chốt lại, suy ra là F0 nhân F2 thì luôn nhỏ hơn 0. Thế mà hàm số lại liên tục, FT liên tục từ 0 đến 2. Vậy suy ra phương trình có ít nhất một nghiệm T, phương trình có ít nhất một nghiệm T thuộc cái khoảng từ 0 đến 2, đúng chưa? Từ 0 đến 2. Tức là có một nghiệm T dương đúng không? Có ít nhất một nghiệm T dương. Đó, một nghiệm T dương. Thế mà
mình lại đặt trị tuyệt đối x bằng t cơ. Trị tuyệt đối x bằng t. Thế thì bây giờ một nghiệm t dương, một nghiệm t dương thì chả sinh ra hai nghiệm x à, đúng không? Tầng này chắc chắn dương rồi thì sẽ sinh ra hai nghiệm x. Như vậy mô nghiệm c sẽ có ít nhất hai nghiệm x. Ít nhất hai nghiệm x. Và đó chính là điều phải chứng gì các bạn? Chứng minh. Hết bài. Hết. Đấy, chính là chứng minh có ít nhất hai nghiệm vậy này. Đấy, thấy không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Quá được, đúng không? Hiểu không? Hiểu không? Quý, hiểu không? Hay quá làm gì á, đúng không? Hay đúng không? Rồi, đấy, còn phải cho cả chân lên ghế để chữa bài được các bạn. Ôi. Đấy. Làm sao mà chết đoạn 02 được? T đã khác 0 rồi các bạn. T đã khác 0 rồi, đúng không? T khác 0 rồi làm sao mà chạy chết đoạn 02 được, đúng không? T đã khác 0 rồi còn gì nữa, đúng không? Được không? Hay, đúng không? Đấy. Thì các bạn phải cố gắng chứ, đúng không? Các bạn phải cố gắng. Ok, đó. Được chưa? Thôi nhá, các bạn nhớ chia sẻ ủng hộ thầy để hôm sau thầy live tiếp nhá. Nhớ chia sẻ ủng hộ thầy để hôm sau thầy live stream tiếp nhá, nhớ chưa? Nhớ đấy. Nhớ chia sẻ ủng hộ thầy để hôm sau thầy live tiếp nhá. Được không? Ok nha. Bye bye nhá. Rồi, hết rồi. Hết rồi. Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Ngày hôm nay thì thầy không đem đến cho các em một video bài giảng như thường lệ, nhưng bù lại thì thầy đem đến cho các em hàng trăm video bài giảng khác. Mà nếu không muốn nói là thầy mang đến cho các em hết tất cả những gì mà thầy có. Ý là video bài giảng ấy. Và thầy còn đem đến cho các em một cái ưu đãi mà thầy nghĩ rằng là nếu các em không nắm bắt ngay thời điểm này thì cực kỳ là đáng tiếc. Đó là khóa học chất lượng nhất của thầy hiện tại đang được giảm đến 50% học phí. Ngoài ra còn được tặng thêm một khóa học lớp 11 cực kỳ đầy đủ kiến thức để các em có thể ôn tập học kỳ 2 hoặc là sau này thi đại học các em quên kiến thức lớp 11 để các em học được luôn. Như vậy là rất giá trị. Khóa lớp 11 đã giá trị đắt rồi đúng không? Khóa lớp 12 lại còn được giảm 50% học phí nữa. Vì vậy đây là một video mà thầy nghĩ rằng là rất cần thiết và là cho các em. Và các em nên xem bằng hết thì thôi để chúng ta hiểu được là những cái giá trị thật sự mà chúng ta sẽ nhận được nhá. Tuy nhiên trước đó thì xin phép các bạn thầy giới thiệu các em giới thiệu bản thân một chút, không thì các em lại cảm thấy là chưa được yên tâm lắm về thầy. Các em có thể tìm hiểu về thầy ấy thông qua Facebook cá nhân của thầy. Đây thầy. Đây, các em có thể lên trên Facebook, các em tìm cho thầy Facebook của thầy tên là Chí Quốc Nguyễn và có cái tích xanh đây. Đấy, Chí Quốc Nguyễn có cái tích xanh. Để cho đỡ bị nhầm, tại vì thông thường hàng năm là cũng có rất nhiều các Facebook mạo danh. Hoặc yên tâm hơn thì các bạn có thể kích vào cái chữ vào xem ảnh đại diện đây. Đấy, ảnh đại diện đây có cái caption áo trắng có làm em say nắng không đây. Đấy, các bạn có thể quan sát để cho đỡ nhầm nhá. Đấy thì các em có thể kéo xuống một chút nữa để các em xem. Cho đến thời điểm hiện tại là thầy đang đấy có đến hơn 600.000 các bạn học sinh từ rất nhiều những khóa trước và cả khóa này của các em nữa đang theo dõi và học bài của thầy. Các em để xem thêm các thông tin của thầy ở đây. Ví dụ là như thầy thì dạy học ở Hà Nội thì các lớp ở Hà Nội của thầy thực ra cũng rất là đông. Đấy. Đây các em thể xem hình ảnh một cái lớp dạy của thầy ở Hà Nội. Tất nhiên là không trong mùa dịch. Đấy, tức là những lớp này diễn ra trước khi dịch đến. Đấy, thì thầy ở trên Hà Nội nó có rất là nhiều lớp như thế này. Rồi. Hay là những buổi live stream của thầy những năm vừa rồi thu hút rất là nhiều các bạn học sinh tham gia. Đấy, ví dụ các bạn nhìn một buổi live stream thầy có đến hơn 40.000 người xem cho một cái khóa học, thầy nhớ là khóa 202 hay là 3 hay là 3 đấy. 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 Thì ở đây thì thầy kem thể theo dõi thêm về những nhận xét về thầy hay là may mắn thầy được các bạn học sinh bình chọn là giáo viên được yêu thích nhất. Đấy. Đấy rất là vui đấy. Bên cạnh những cái điểm cao của các em thì những cái cho kiểu vốt vốt thế này thấy rất là vui. Đấy. Ở ngoài ra thì các em thể vào cái trang ở đây thầy để là kết quả thi.thầychí.vn này, các bạn click vào đây này để xem kết quả của các anh chị những khóa trước, có thể xem về giới thiệu về thầy
hoặc là xem kết quả của anh chị những khóa trước trong các cái kỳ thi. Rất rất nhiều, phải nếu mà thầy thống kê đầy đủ chắc phải đến tầm nghìn, hơn nghìn, tức là số lượng lên đến hàng nghìn đấy. Các anh chị đạt 9 cộng sau nhiều năm đấy, nhưng mà trên đây thì thầy sẽ chỉ áp được một số thôi, tại vì không thể nào mà tìm hết được, áp hết nó cũng lác mất. Còn để 8 cộng thì thầy nghĩ là đã ôn thi với thầy thì việc 8 cộng gần như là đương nhiên rồi đó. Thì các em thể tham khảo thử ở trên đây nhá, cái trang kết quả thi, kết quả thi chấm thầy chỉ.vn đó. Để cho nó tăng độ tín thì các bạn để nhìn thấy là toàn bộ các cái thông tin về thi thi đại học, thi các thứ, thì hầu như các anh chị cập nhật trên Facebook thầy hết mà. Các bạn để xem những cái chỉ số này, các bạn thấy là nó đấy, đúng không? Thấy đây, minh họa vừa ra xong mấy chục nghìn lượt like, lượt share đấy. Mà kể cả lớp họp thầy cũng rất là đông, lớp họp thầy hàng năm ở Hà Nội nó rất là đông, các bạn xem lịch lớp họp này mấy nghìn học sinh comment để xin học. Thì đấy, nếu mà bạn nào biết thầy, theo dõi thầy rồi thì có lẽ là các bạn không bất ngờ, nhưng nếu mà các bạn mới thì các bạn đấy có thể theo dõi nha, và một số các cái ảnh ọt linh tinh thôi đây, nhưng mà thầy cũng rất là ủng hộ các bạn thì nó cũng rất là nhiều tương tác, đúng không? Thế thôi, để thầy giới thiệu nhìn cái kênh YouTube thầy Nguyễn Quốc Chí của thầy. Đây là rất nhiều các bài giảng mà đã đi theo các anh chị những khóa trước, cho nên là các em cứ hỏi các anh chị khóa trước về thầy Chí dạy toán thì thầy nghĩ là các anh chị đều biết đấy. Thế tuy nhiên rằng là ở trên kênh YouTube này ấy, thì các em sẽ thấy rằng là số lượng video của nó so với cả số lượng video thực tế của thầy đã từng giảng dạy thì nó rất là ít. Thầy nghĩ chỉ chiếm được khoảng 10% thôi ở trên kênh YouTube của thầy ấy. Mặc dù 10% này cũng đã giúp rất nhiều các bạn học sinh những khóa trước đây, những thế hệ học sinh đã yêu môn toán hơn, đã tiến bộ về toán hơn, nhưng mà để nói để cho nó có một cái kết quả thi đại học thật là cao ấy thì thầy nghĩ là chỉ trên kênh YouTube của thầy là chưa đủ. Vì trên kênh này chỉ chứa được khoảng 10% mà nó chưa có một cái sự sắp xếp thật sự logic. Vậy thì toàn bộ các bài giảng của thầy, từ bài giảng đến tài liệu, đến sự sắp xếp logic để cho nó hiểu môn toán, nó giỏi môn toán, nó vững môn toán, nó ở đâu, thì ngày hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho các em về cái khóa học đó. Ok, được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc luôn, đó là chúng ta xem thử là trong cái khóa học lớp 12 có những gì, mà tại sao lại các anh chị hàng năm lại học nhiều như vậy và lại trở nên yêu thích môn toán như vậy. Thì bây giờ các em, sau khi các em hoàn thành đăng ký với thầy, thì trở lại nội dung chính này. Sau khi mà các em đã đăng ký khóa học xong rồi thì thầy sẽ cung cấp cho các em một cái tài khoản để các em có thể đăng nhập và học ở trên trang thầy chỉ.vn hoặc là thầy chỉ.net thì tùy các em. Đấy, hai trang này là một nha, thầy chỉ.vn hoặc là thầy chỉ.net cũng ok. Đấy. Thì các em sau khi có tài khoản, các em click vào đăng nhập này. Đấy, và các em điền tài khoản vào đây. Ví dụ tài khoản của thầy là thầy chỉ 205 chẳng hạn. Đấy, và thầy đăng ký nhập. Đó, thế thì sau khi đăng nhập xong thì các em sẽ có hai khóa học. Một đó là khóa học lớp 12 ở đây, và hai là khóa học lớp 11 thầy tặng thêm. Cả hai khóa này đều rất đầy đủ video, và cụ thể đầy đủ tuyệt vời như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Thầy sẽ click vào khóa học lớp 12 trước này. Đó, thì khóa học lớp 12 của các em ở đây. Lớp 12 các em sẽ gồm 7 chương như này, và đã có đầy đủ tất cả các bài giảng để các em bắt đầu học được rồi. Và tất đương nhiên là đều rất là mới, và thầy vừa mới cập nhật và bổ sung mới nhất xong. Đấy. Ta thử tìm hiểu một bài. Trong mỗi một bài ấy thì các em sẽ có 4 mục. Mục đầu tiên là mục video bài giảng. Mục này thì sẽ là một cái mục mà sẽ giúp các em gì nhỉ? Hiểu được bài, nắm được lý thuyết, nắm được phương pháp giảng bài và những ví dụ liên quan để các em hiểu rõ bài tập. Bên cạnh đó là mục tài liệu kèm theo để giúp các em, nhất là những phần thi, những phần trắc nghiệm, các em không cần phải chép lại đầu bài mà các em thể làm trực tiếp luôn. Tiếp theo đó là phần bài tập về nhà. Đương nhiên rồi, để học giỏi thì các em luôn phải có một cái lượng bài tập về nhà vừa đủ để các em có thể tiêu thụ được kiến thức và hấp thụ kiến thức vào trong người và nó không bị quên. Và đặc biệt hơn nữa là tất cả các bài giảng của thầy thì phần bài tập về nhà thầy đều quay video chữa nha. Đấy, tất cả các bài giảng của thầy thầy đều quay video chữa bài tập về nhà đầy đủ, không thiếu một bài giảng nào cả. Đấy, các bạn thể thấy toàn bộ các bài giảng của thầy đều có đủ 4 mục, và tất cả các bài tập về nhà của những bài giảng đó thầy đều trực tiếp quay video chữa bài tập để giúp các em hiểu được rất nhiều các cái kiến thức mà có thể nếu trước đây các em học cho em chưa hiểu thầy sẽ giúp các em. Đó. Và đấy, các em thấy là số lượng video, số lượng bài tập là rất là lớn, nhưng thầy luôn đảm bảo là chữa đầy đủ cho các em để các em học giỏi nhất.
Đó, thì các em thể xem qua nhá. Đấy, các em phải xem này. Rất nhiều đấy, như kiểu chương 1 này, dạy cực kỳ là kỹ. Có lẽ sau rất nhiều năm kinh nghiệm đi dạy học thì thầy đã tổng hợp cho các em rất là kỹ rồi. Đấy, các bạn thấy không? Rất kỹ các bài tập nhá. Đây là chương 1 và chương 2 tương tự là cũng như vậy. Đây là chương 2 đại. Và nói chung là tất cả mọi thứ đều đã có ở trong khóa học này rồi. Nhiệm vụ các em chỉ duy nhất đó là học mà thôi. Đấy. Được chưa? Ở trên này thầy có video hướng dẫn cách học cho nó hiệu quả. Nhắc lại một lần nữa là tất cả những bạn nào mà muốn xuất phát sớm hay là kể cả các em có vào trong năm các em học rồi thì đều có đầy đủ bài tập cho các em. Thế đó là khóa học lớp 12. Được không? Thế còn về khóa học lớp 11. Ở đây thì các em còn có khóa học lớp 11 được tặng thêm nữa thì tính thầy nó là thế mà. Thì kể cả lớp 11 thì cũng vô cùng đầy đủ. Các em thể dùng lớp 11 ngay thời điểm này để ôn thi học kỳ 2 với những cái chương như giới hạn, đúng không? Các em thể học đạo hàm theo định nghĩa, đạo hàm theo công thức, theo quy tắc hay những ứng dụng về đạo hàm như phương trình tiếp tuyến hay là trong bài đạo hàm cấp 2 rất đầy đủ. Và đặc biệt hơn nữa là về nhất là hình không gian. Đấy, có lẽ là thầy được biết đến nhờ những bài giảng hình không gian cho các em có thể hiểu được hình không gian nhất. Đấy, các em có thể tham khảo các bài tập về vector, về các mặt phẳng, đường vuông góc với mặt, hai mặt phẳng vuông góc, những bài tập xác định góc, những bài tập về tính khoảng cách rất đầy đủ mà thầy nghĩ là ở trên mạng các em không bao giờ tìm được đâu nhá. Ở trên public các bạn không bao giờ các bạn tìm được đâu, nó chỉ ở xuất hiện ở trong khóa học của thầy mà thôi. Thì các em nhớ thầy như vậy. Khi mà các em học khóa lớp 11 này rồi thì những bài khoảng cách, những bài tính góc các thứ các bạn làm một cách đơn giản, nhẹ nhàng ha. Vậy thì ở đây các em muốn theo dõi kết quả các em thể click vào cái phần kết quả thi đại học năm 2021 ở trên trang này cũng được. Đấy. Hoặc là các em truy cập trang kết quả thi.thầychí.vn nhé. Các bạn nhớ này, kết quả thi.thầychí.vn để các em có thể xem kỹ hơn về những kết quả thi của những anh chị những khóa trước, được không? Ok, được rồi. Đấy thì thầy giới thiệu qua cho các em về khóa học như thế và cũng rất là mong các em sẽ sớm đăng ký để cùng thầy và thầy cùng các em và cùng nhau sẽ có một cái năm học mới thật sự là hiệu quả, đam mê đúng không? Và cái kỳ thi cuối năm, rất nhiều các kỳ thi đại học sắp tới của các em, chúng ta sẽ dựa vào kiến thức này và chúng ta sẽ học được, sẽ có một cái kết quả rất là cao. Ok, rất là hy vọng sẽ sớm được làm thầy các em trong năm học sắp tới. Ok nhé, hẹn gặp lại các em ở trong khóa học. Bây giờ thì bạn nào đăng ký thì các em nhớ nhắn tin cho Facebook Chí Quốc Nguyễn cho thầy nha. Các bạn nhớ Facebook tích xanh Chí Quốc Nguyễn. Ok, xin chào tất cả các em. Chúc các em có một năm học mới thành công, có một cái kết quả thi đại học mỹ mãn. Đó, vậy thì những bạn nào mà các em muốn đăng ký khoa học ngay bây giờ ấy, thì các em tìm lấy Facebook Chí Quốc Nguyễn và các em nhắn tin cho thầy vào đây nhá. Thầy nhắc lại một lần nữa là các em sẽ nhắn tin vào Facebook Chí Quốc Nguyễn này để thầy hướng dẫn các em cách đăng ký khóa học. Được chưa? Nhớ tìm đúng Facebook của thầy nhá.